Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video hôm nay chúng tôi sẽ điểm lại các tin tức và sự kiện nổi bật trong tuần qua bằng một video tổng hợp và xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chắc hẳn là mọi người trong chúng ta đều đang chờ đợi các thông tin mới nhất về vụ thảm sát tại Moscow và những bằng chứng để buộc tội kẻ chủ mưu đứng sau. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong video ngày hôm nay. Nhưng trước hết, hãy đến với các tin tức từ chiến trường. Tổng thống Putin thề sẽ trả thù chỉ đích danh Ukraine là kẻ đứng sọc. Chiến sự trong vòng 48 giờ qua ghi nhận bước tiến của quân đội Nga. Kênh Deep State đưa tin rằng hôm qua ở gần Bắc Mút, quân Nga đã tiến về hướng Chasubja. Dựa trên bản đồ kênh này công bố thì cuộc tiến công diễn ra ở đoạn Bodanivka, Ivanivsky và diễn biến càng ngày càng trầm trọng. Deep State nhận định rằng mục tiêu của quân Nga rất rõ ràng, đó là men theo sườn núi tới Chasubja và lợi dụng việc Ukraine thiếu vũ khí nhân lực để chọc thủng tuyến phòng thủ này. Gần Adipka, vị thế của Ukraine tại đây trở nên tồi tệ hơn. Chính cảnh Deep State cũng phải thừa nhận rằng tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn đáng kể. Cảnh này chính thức xác nhận làng Olupka gần như đã bị Nga kiểm soát và từ đó quân Nga đang cố gắng để tiến về phía nam Semenovka. Làng Tonenko cũng như vậy, trong khi làng Berdichi thì đang diễn ra những trận chiến khốc liệt. Trước đó thì Bộ Quốc phòng Nga thông báo là đã chiếm giữ hoàn toàn làng Tonenko và Olovka. Có nghĩa là tuyến phòng thủ mới của Ukraine, Bedichi, Olovka, Tonenko dựng lên sau khi Adipka thất thủ đang dần bị quân Nga vượt qua. Tại mặt trận phía nam Zaporizhia, kênh Deep State đưa tin quân đội Nga đang tiến về phía tây về bộ về. Còn tại mặt trận phía bắc thì Nga đang tiến về hướng đi mạt. Có thể nói gần như toàn bộ chiến tuyến đều ghi nhận các bước tiến mới của quân đội Nga. Yếu tố chính dẫn đến sự tiến bộ này được đánh giá là do quân đội Nga sử dụng rộng rãi bom lượn FAB. Quay trở lại với thảm kịch tại tòa thị chính Crocos vào hôm 22 tháng 3. Số người thiệt mạng chính thức tính tới thời điểm hiện tại đã lên tới 182 người và có thể sẽ còn tăng lên vì nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Trung tâm mua sắm và khu phức hợp tại địa điểm tổ chức khoa nhà Crocos City Hall đã bốc cháy trong nhiều giờ trước khi ngọn lửa được khống chế. Ủy ban điều tra Nga sau đó cho biết có thêm nhiều thi thể đã được tìm thấy và đáng chú ý là họ cũng thông báo đã bắt giữ được 4 tay súng bị tình nghi. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB cho biết, tổng cộng 11 người đã bị bắt giữ, bao gồm 4 kẻ khủng bố có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công và nghi phạm. Chúng đều không phải là công dân Nga. FSB cho biết, 4 tay súng đã bị bắt ở không xa biên giới Ukraine. Điều này khiến cho Điện Kremlin nghi ngờ có sự liên quan của Ukraine Bất chấp Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cùng với truyền thông dòng chính phương Tây đưa tin rộng rãi rằng ISIS-K mới là bên thực sự chịu trách nhiệm, nhóm nhà nước hồi giáo IS đã bị Nga liệt vào tổ chức khủng bố, bị cấm hoạt động ở Nga. Trong đó, nhà nước hồi giáo Khorasan, hay còn gọi là ISIS-K, là một chi nhánh của nhóm IS này có trụ sở tại Afghanistan. Tất nhiên, Nga có nhiều lý do để nghi ngờ ISIS-K chưa hẳn là thủ phạm, bất chấp nhóm này đã lên tiếng chịu trách nhiệm ngay sau thảm kịch cả tổng thống putin và các quan chức của điện kremlin đều khẳng định rằng các tay súng đang cố gắng trốn thoát qua lãnh thổ ukraine trong đó cáo buộc kiev đã chuẩn bị một nơi trú ẩn để giúp cho những kẻ khủng bố trốn thoát ông nói rằng tất cả các thủ phạm người tổ chức và khách hàng của tội ác này sẽ phải chịu đựng trừng phạt công bằng và không thể tránh khỏi dù là ai bất cứ ai hướng dẫn họ tôi nhắc lại chúng tôi sẽ xác định danh tính và trừng phạt tất cả những kẻ đứng sau những kẻ gây ra cuộc tấn công tàn bạo vào nước Nga của chúng ta. Tất cả bốn thủ phạm trực tiếp của vụ tấn công khủng bố, tất cả những kẻ bắn và giết người đều phải bị phát hiện và giam giữ. Họ cố gắng lẩn trốn và di chuyển về phía biên giới Ukraine, nơi mà theo dữ liệu điều tra sơ bộ, đã có một nơi được chuẩn bị sẵn sàng cho việc họ vượt biên. Tổng thống Putin nói thêm rằng cơ quan an ninh liên bang Nga và các cơ quan thực thi pháp luật khác đang nỗ lực để xác định và khám phá toàn bộ cơ sở đồng phạm của những kẻ khủng bố những người đã cung cấp phương tiện di chuyển cho chúng, vạch ra lộ trình trốn thoát khỏi hiện trường vụ án và cung cấp vũ khí đạn dược. Nhưng mà cả Washington và Kiev thì đều nhanh chóng bác bỏ bất kỳ một thông tin nào. Khi được phóng viên của kênh ABC hỏi liệu Mỹ có bất kỳ một bằng chứng nào về sự liên quan của Ukraine trong vụ tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow tối thứ Sáu hay không, bà Harris đã trả lời rõ ràng, không. Trong khi đó, tờ New York Times dẫn nguồn tin của các quan chức tình báo Mỹ cho biết ISISK đứng đằng sau vụ việc này và tuyên bố Mỹ thậm chí còn cảnh báo Moscow về một cuộc tấn công khủng bố lớn khác sắp xảy ra. Tuy nhiên, đại sứ Nga tại Mỹ là Anatoly Antonov nói rằng người Nga không nhận được bất kỳ một thông báo hoặc tin nhắn nào trước đó. Còn nhớ vào đầu tháng này thì đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã đưa ra cảnh báo an ninh, kêu gọi tất cả công dân Mỹ ở Nga hãy tránh xa các địa điểm công cộng. Trong khi đó, chính phủ Nga tiếp tục đặt ra câu hỏi về việc làm thế nào mà Washington có thể có được thông tin tình báo biết trước kế hoạch tấn công khủng bố này? Điện Kremlin hiện đang yêu cầu phía Mỹ phải trả lời và thậm chí còn nêu khả năng có sự tham gia của phương Tây, cũng như cho rằng những kẻ khủng bố có thể là mối liên hệ với Ukraine. Đại sứ nga tại Mỹ Anatoly Antonov vào hôm chủ nhật cho biết chính Mỹ là quốc gia đầu tiên phá hủy sự hợp tác chống khủng bố giữa hai quốc gia. Bản thân chính quyền Kiev cũng đang tìm cách để tránh xa mọi liên quan tới thảm kịch này. Cố vấn của Tổng thống Zelensky là Mikhailo Poloriak tuyên bố như sau. Ukraine chắc chắn không liên quan gì đến vụ nổ súng ở tòa thị chính Krokos. Mỹ, NATO gửi thông điệp đoàn kết tới Nga, lời thú tội kỳ lạ của nghi phạm. Lần đầu tiên sau hơn 2 năm xung đột tại Ukraine, cả Mỹ và NATO đều lên tiếng đoàn kết với người Nga sau vụ tấn công đẫm máu tại tòa thị chính Krokos vào tối thứ Sáu tuần qua. Điều này có phần gây ngạc nhiên khi mà ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tuyên bố vào hôm thứ bảy, Mỹ lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố chết người ngày hôm qua ở Moscow. Chúng tôi lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và đoàn kết với người dân Nga trước những thiệt hại về nhân mạng do sự kiện kinh hoàng này gây ra. Ngay cả phát ngôn viên NATO Farah Dallala cũng viết trên X rằng: Liên minh quân sự phương Tây lên án một cách dứt khoát các cuộc tấn công nhắm vào những người đi xem hòa nhạc ở Moscow. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả các nạn nhân và gia đình của họ. Đồng thời bà viết thêm rằng không gì có thể biện minh được cho những tội ác ghê tởm như vậy. Đức giáo hoàng Francisco cũng dâng những lời cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân vào ngày Chúa Nhật. Tuy nhiên, truyền thông Nga vẫn chưa hoàn toàn tin ISIS-K là thủ phạm và những lời chia buồn của phương Tây có thật lòng hay không. RT nhấn mạnh rằng các đối tác cũng như những đối thủ địa chính trị đã cùng hòa vào dàn đồng ca bày tỏ sự kinh hoàng sau vụ tấn công tòa thị chính Krokos. Trong khi các nhà chức trách Nga vẫn tiếp tục điều tra, thì những cảnh quay cho thấy lời thú tội có phần kỳ lạ của nghi phạm. Vào hôm thứ Bảy, Tổng biên tập hãng tin RT của Nga Margarita Simonyan đã đăng đoạn phim ghi lại cuộc phỏng vấn. Người đàn ông trong video tuyên bố rằng anh ta đã thực hiện hành vi giết người sau khi được hứa trả 500.000 rúp, tức là tương đương với 5.400 đô la. Gã nghi phạm này cũng khai rằng những người thuê hắn ta đã hướng dẫn về địa điểm sẽ diễn ra cuộc tấn công. Hắn ta nói rằng hắn được lệnh giết người ở đó và không quan tâm họ là ai. Nghi phạm khai rằng nhóm khủng bố đã trao đổi với nhau trên Telegram và một người không rõ danh tính trong đó đã cung cấp vũ khí cho họ. Ủy ban điều tra Nga cũng nêu chi tiết rằng họ phát hiện thấy có 4 bộ đạn dược với hơn 500 viên đạn và 28 bằng đạn, cùng với hai khẩu súng trường tấn công Kalashnikov đã bị tịch thu từ hiện trường của vụ thảm kịch. Có những cảnh quay được lan truyền rộng rãi trên Internet vào hôm Chủ nhật cho thấy bốn nghi phạm khủng bố đã bị đưa ra trước tòa án Nga để nghe lệnh giam giữ trước khi xét xử. Bốn nghi phạm bao gồm Dalen Jones, Mizoev, 32 tuổi, nhập cư bất hợp pháp từ Tajikistan, visa làm việc đã quá hạn, cha của bốn đứa con. Saida Krom, cha Balizoda, 28 tuổi, người Tajikistan, sống ở Moscow. Sassidin Faridunin, 24 tuổi, người Tajikistan, công nhân nhà máy, cha của một đứa trẻ 8 tháng tuổi. Muhammad Sobi là một thợ làm tóc. Hiện tại thì cả 4 nghi phạm này đều đã bị buộc tội theo đạo luật khủng bố của Nga. Hình phạt tối đa cho chúng theo luật định là trung thân. Theo các tuyên bố chính thức của Nga, các nghi phạm này đã bị bắt vào cùng ngày xảy ra thảm kịch ở vùng Bryansk. Chính việc bắt giữ nhóm nghi phạm ngay sát biên giới Nga-Ukraine đã khiến cho mọi sự chú ý đổ dồn vào chính quyền Kiev thay vì nhóm ISIS-K. Câu hỏi đặt ra đây là liệu tình báo Ukraine có liên tới tới vụ thảm sát này hay không? Nguồn tin nội bộ của Ukraine ngày hôm qua hé lộ rằng văn phòng của Tổng thống Zelensky cùng với tình báo Anh đang theo dõi sát sao về vụ việc. Nhiệm vụ chính hiện giờ của họ là tập trung đổ lỗi cho ISIS. Có phải tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine đứng sau thảm kịch tại Moscow? Câu hỏi mà nhiều người quan tâm lúc này là liệu ISIS-K có thực sự phải đứng ra chịu trách nhiệm giống như nhóm này từng tuyên bố hay không? Hay là do Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine đã giàn dựng mọi thứ? Truyền thông dòng chính phương Tây đang chạy theo kịch bản đầu tiên, trong khi cố gắng làm lu mờ kịch bản thứ hai liên quan tới Ukraine. Nhưng mà Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cũng có lịch sử khủng bố, cũng như có nhiều mối liên hệ với những người Hồi giáo cực đoan, khiến cho cơ quan này cũng nằm trong diện tình nghi của Nga. Tình báo Ukraine chịu trách nhiệm trong vụ ám sát nhà báo Darina Dugina, vào mùa hè năm 2022, vụ đánh bom xe tải trên cầu Krum vào mùa thu cùng năm, vụ ám sát phóng viên chiến trường Varden Taraski vào mùa xuân năm 2023 và cuối cùng là các cuộc tấn công biên giới tàn sát người dân Nga trong những ngày qua, được thực hiện bởi quân đoàn tình nguyện Nga. Chính giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine Kirill Budanov đã từng công khai thừa nhận đang giúp đỡ quân đoàn này. Họ cũng có quan hệ với những kẻ khủng bố người Tatar ở Crimea, và những kẻ khủng bố Chechnya có liên hệ với IS. Mặc nhiên, CIA cũng có liên quan đến các vụ khủng bố này sau khi tờ Washington Post vào tháng 10 năm ngoái thừa nhận rằng CIA đã xây dựng lại một tổng cục tình báo Ukraine hoàn toàn mới từ sau cuộc đảo chính năm 2014. Cuộc thảm sát tại tòa thị chính Krokus tối 22 tháng 3 đã khiến cho nhiều người nhớ lại việc giám đốc tình báo Ukraine Budanov đã bộc lộ rõ sự khát máu của mình khi ông tuyên bố rằng chúng tôi đã giết người Nga chúng tôi sẽ tiếp tục giết người Nga ở bất cứ đâu trên thế giới, cho đến khi chiến thắng hoàn toàn thuộc về Ukraine. Dù cho tình báo Ukraine đã trở nên nguy hiểm trong một thập kỷ qua với sự hỗ trợ của tình báo Mỹ, thì nó vẫn là một sản phẩm nhái của CIA, và đó là lý do vì sao mà cơ quan tình báo này vẫn mắc phải những sai lầm cầu thả. Họ đã được những kẻ chủ mưu tuyển dụng chỉ một tháng trước để thực hiện các cuộc tấn công và được nhận thù lao khoảng 5.400 USD. Những người Tajikistan này dường như đã được tuyển chọn vì một số trong họ có xu hướng theo chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Đất nước của họ thì lại tiếp giáp với Afghanistan, nơi đặt trụ sở chính của nhóm khủng bố ISIS-K. Thêm nữa, Moscow còn cho phép các công dân Tajikistan được hưởng đặc quyền miễn thị thực đến Nga. Vì vậy, những kẻ này dễ dàng xâm nhập vào Nga mà không bị lực lượng an ninh Nga giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, có một sơ hở là nhóm khủng bố người tajikistan này lại không hành động cực đoan giống như isis k nổi tiếng với các vụ đánh bom liều chết nhóm này khai rằng họ giết người vì tiền trong khi isis k thì thường lấy danh nghĩa tử vì đạo đó là lý do giải thích vì sao nhóm tội phạm này phải bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi đã xả súng và phóng hỏa địa điểm trái ngược với hành vi của isis từng làm trước đây tổng thống putin nói rằng nhóm hung thủ có một nơi trú ẩn được chuẩn bị sẵn sàng cho họ trước khi vượt biên sang ukraine có suy đoán cho rằng nhiều khả năng là tình báo Ukraine sẽ thủ tiêu họ một khi nhóm tội phạm này tới địa điểm trú ẩn nhằm bịt mọi đầu mối. Nhưng mà họ đã mắc phải 3 sai lầm trong vụ việc này. Sai lầm đầu tiên của tình báo Ukraine là tuyển dụng những người chưa sẵn sàng để chết tại hiện trường sau khi gây án. Do đó, chúng đã bị bắt và tiết lộ ra bí mật về chuyện xả súng để kiếm tiền. Một trong những dấu hiệu của việc ISISK không thực hiện vụ việc này. Sai lầm thứ hai là nhóm hung thủ này lại không chạy trốn đến địa điểm an toàn đã được lên kế hoạch sau cuộc tấn công để gặp những người liên lạc rồi đưa họ vượt biên tới Ukraine. Có thể là nhóm hung thủ cũng cảm thấy họ sẽ bị thủ tiêu, cho nên quyết định chủ động bỏ chạy về phía biên giới Ukraine và sau đó bị Nga tóm gọn ở vùng Bryansk. Sai lầm cuối cùng là tình báo Ukraine đã sử dụng một mẩu tin cũ để tuyên bố công nhận cuộc tấn công thay mặt cho isis -K. Tuy nhiên, chính việc này lại báo hiệu rằng isis -K không đóng vai trò gì trong thảm kịch tại Krokos. Mẫu tin này là một thông cáo mà IS đã loại bỏ trong nhiều năm trước. Và nếu như nhóm khủng bố này thực hiện một vụ tấn công thì họ sẽ sử dụng một mẫu báo cáo khác. Tổng hợp lại thì cả ba sai lầm này đều khiến cho kịch bản do truyền thông dòng chính phương Tây dùng để đổ lỗi cho isis không còn hợp lý. Mà thay vào đó, nó khiến cho mọi sự chú ý đổ dồn vào Tổng cục Tình báo Ukraine. Tất nhiên, người Nga đã lập tức tung đòn trả đũa. Tấn công quy mô lớn tiếp theo vào Ukraine Tên lửa nga xâm nhập không phận Ba Lan. Vào đêm hôm qua, người nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào miền tây Ukraine. Mục tiêu chính của cuộc tấn công là vùng Lviv, khu vực thành phố Stryi. Cuộc tấn công được thực hiện hai lần vào lúc nửa đêm và dạng sáng, trong đó có sự tham gia của tên lửa siêu thanh Kinzhal. Mục tiêu tấn công của nga nhắm vào thành phố Stryi, đặc biệt ở chỗ đây là nơi có kho dự trữ khí đốt dưới lòng đất lớn nhất ở Ukraine và lớn thứ hai ở châu Âu cung cấp năng lượng cho cả Ukraina và toàn lục địa. Do đó, sẽ không thể loại trừ khả năng sẽ có những cuộc tấn công tiếp theo của Nga nhắm vào các cơ sở lưu trữ này. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày hôm qua 24 tháng 3 thông báo là đã có một cuộc tấn công phối hợp được thực hiện bằng vũ khí tầm xa, có độ chính xác cao và máy bay không người lái nhắm vào các cơ sở năng lượng điện, ngành công nghiệp khí đốt và những nơi lắp ráp thử nghiệm phương tiện không người lái dưới nước của Ukraina. Có điều chính quyền kiev chỉ báo cáo về thiệt hại tại cơ sở hạ tầng và cơ sở năng lượng quan trọng tuy nhiên kể cả khi các cuộc tấn công của nga chỉ nhắm vào các hệ thống năng lượng của kẻ thù thì giờ đây nó cũng trở nên rất nguy hiểm chiến lược của điện kremlin thay đổi theo từng tháng hiện tại quy mô tấn công càng ngày càng lớn hơn khiến cho các trạm biến áp khó có thể khôi phục và phải ngừng hoạt động trong một thời gian dài rõ ràng là kiev sẽ phải chuẩn bị cho tình trạng mất điện và khí đốt kéo dài trong thời gian tới đặc biệt khí đốt trước đây chưa từng phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa. Thị trưởng thành phố Lviv, Sadovaya cho biết rằng các cơ sở năng lượng ở khu vực Lviv đã bị khoảng 20 tên lửa và 7 UAV tự sát tấn công. Điều cần phải chú ý nhất trong cuộc tấn công đêm qua là một trong những tên lửa hành trình của Nga được cho là đã xâm nhập vào không phận của Ba Lan khi đang trên quỹ đạo bay vòng trước khi lao xuống thủ đô Kiev và thành phố Lviv. Bộ chỉ huy tác chiến Ba Lan cho biết rằng họ đã phát hiện thấy một vật thể bay vào không gian của Ba Lan ở gần làng Osedo, Và nó đã ở trong không phận khoảng tầm 39 giây. Tất nhiên là hơn nửa phút là một khoảng thời gian rất đáng kể cho một tên lửa hành trình của Nga bay qua lãnh thổ của một thành viên NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết rằng các vụ việc xảy ra khi mà các tên lửa khác của Nga đang trút xuống xung quanh thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine, Và tên lửa này đã tiến vào lãnh thổ Ba Lan khoảng 1 đến 2 km. Dường như là người Nga trước khi giáng đòn vào Kiev và Lviv, nơi tập trung các chuyên gia NATO tại miền Tây Ukraine, đã muốn gửi một thông điệp tới các quan chức NATO bằng quả tên lửa này để cảnh báo họ về việc gửi quân tới Ukraine. Tóm lại, hiện nay thì cuộc xung đột đã chuyển từ mặt trận Danes Adipka Begorov sang Moscow với thảm kịch đấm máu tại tòa thị chính Krokos. Tuy nhiên, việc đánh vào đầu não Nga sẽ khiến cho Điện Kremlin có thể không chỉ dừng lại ở các đòn tấn công phá hủy Kiev mà còn mở rộng tới Lviv. Ông Putin giờ đây có nhiệm vụ cần phải đi đến cùng trong cuộc chiến tại Ukraine. Có nhiều khả năng chiến thuật khủng bố của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cuối cùng sẽ thúc đẩy Nga đưa Ukraine biến thành một quốc gia không giáp biển. Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích những kế hoạch mới của Nga trên con đường tiến về Odessa, trong bối cảnh chính phương Tây cũng đang dục dịch đưa quân tới đây. Lúc này, kẻ nào hành động nhanh hơn thì kẻ đó sẽ giành được nhiều lợi thế hơn tại Biển Đen. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thảm họa Krokos ngày càng sáng tỏ. Chiến trường trong vòng 24 giờ qua đã không có nhiều biến đổi, ngoại trừ việc Nga vẫn đang dần di chuyển xa hơn về phía tây của Adipka. Hiện Nga đang tiến về phía Chasovya và chỉ cách thị trấn này khoảng 1 km. Đây là một thị trấn quan trọng và là cứ điểm đầu tiên Nga nỗ lực đánh chiếm trên con đường tiến tới Slavian và Krasmatos Chasovja từng là trung tâm quan trọng của Ukraine trên mặt trận Donetsk, vì đây là con đường duy nhất để quân đội Ukraine tiếp tế lực lượng cho thành phố Bakhmut bị Nga bảo vệ. Sau khi Bakhmut thất thủ vào tháng 5 năm ngoái, Bộ Tham mưu Ukraine một lần nữa biến Chasovja trở thành một cứ điểm phòng thủ kiên cố tiếp theo, nhằm ngăn chặn quân đội Nga đánh chiếm toàn bộ tỉnh Donetsk. Tối qua, Nga đã tiêu diệt bộ binh Ukraine trong cuộc tấn công vào Chasovja. đồng thời điều thêm sư đoàn xe tăng từ Bắc Mút đến gia Vì vậy, trận chiến tại đây trong vài ngày tới báo hiệu sẽ rất gay cấn. Quay trở lại với vụ thảm sát tại tòa thị chính Krokos vào tối ngày 22 tháng 3 tại Moscow, có 3 điểm đặc biệt cần phải lưu ý. Thứ nhất là về hình thức tấn công khủng bố đẫm máu. Hẳn nhiều người trong chúng ta đã xem các cảnh quay nhóm Hamas bắn giết người dân tại festival âm nhạc cũng như là tại các khu làng định cư của Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái và phản ứng dữ dội của Thủ tướng Netanyahu khi người dân Israel bị bắn giết tàn bạo. Bằng chứng đầu tiên trong vụ thảm sát hôm 7 tháng 10 chính là nhóm Hamas và Thánh chiến Palestine đã bắt con tin để thu hút sự chú ý của thế giới, cũng như lấy con tin để gây áp lực lên chính quyền Netanyahu. Tại Nga, hai vụ thảm sát tại nhà hát Dubovka ở Moscow năm 2002 và vụ bắt giữ con tin tại trường học Beslan năm 2004 ở Bắc Ossetia một nước Cộng hòa tự trị thuộc vùng Caucasus của Liên bang Nga, đều là do nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan tiến hành và chúng đều bắt giữ hàng nghìn con tin. Nhưng trong vụ thảm sát tại tòa thị chính Krokos thì ngược lại, các đoạn video đã ghi lại hiện trường cho thấy hung thủ không phải là những kẻ có kỹ năng và được đào tạo bài bản. Một trong số các nghi phạm chỉ vào các nạn nhân, trong khi những người còn lại thì bắn loạn xạ. Toàn bộ nhóm 5 người này không di chuyển theo đội hình chiến thuật và dường như không có bất kỳ một mục tiêu cụ thể nào trong đầu. Họ chỉ lang thang khắp nơi, giết người và gây rối loạn. Nhiệm vụ của chúng là gây án để kích động phản ứng và sau đó thì bỏ trốn. Hành vi này không giống với các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan. Thêm nữa, động cơ gây ra vụ án tại tòa thị chính Krokos không phải là vì niềm tin tôn giáo mà chỉ là vì tiền. Thứ hai, đó là vấn đề về thời gian. Đây là một yếu tố rất quan trọng Đối với những kẻ chủ mưu thì cuộc tấn công khủng bố cần được tiến hành trước cuộc bầu cử tổng thống tại Nga, chẳng hạn như là các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu và cuộc đột kích của quân đoàn tình nguyện Nga đã được tình báo Ukraine lên kế hoạch để nhằm gây ra sự hoảng loạn trong dân chúng, từ đó ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống. Và phần cuối trong chiến dịch gây rắc rối này có thể chính là vụ tấn công khủng bố tại Crocus để gây ra hiệu ứng lớn hơn. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà vụ thảm sát này đã diễn ra ngay sau khi kết thúc cuộc bầu cử. Truyền thông Nga cho biết rằng, nhóm nghi phạm ban đầu có thể đã lên kế hoạch tấn công khủng bố trong khoảng từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3. Bởi vì có một thực tế là vào ngày 7 tháng 3, thì một trong những nghi phạm là Sassidin Faridudin đã xuất hiện tại tòa nhà thị chính Krokos. Có thể hắn ta đang khảo sát cách bố trí của phòng hòa nhạc và lên kế hoạch để tấn công. Điều trùng hợp là vào ngày 7 tháng 3, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã ra cảnh báo các công dân Mỹ cần phải tránh xa những nơi công cộng vì một cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra. Câu hỏi đặt ra là vì sao đại sứ quán Mỹ ở Moscow có được thông tin tình báo này? Và điều thứ ba, tòa thị chính Crocos là nơi lý tưởng được lựa chọn để khủng bố bởi vì nó nằm ở phía ngoài của đường vành đai Moscow. Do đó, kẻ thủ ác có thể thoát hiểm một cách nhanh chóng. Ngoài ra an ninh tại đây cũng khá lỏng lẻo. Thế lực nào đứng sau cuộc tấn công tòa nhà thị chính tại Moscow? Lưu ý là trước khi cuộc bầu cử Nga diễn ra thì Ukraine đã lựa chọn cẩn thận các mục tiêu tấn công vào bán đảo Crimea, hạm đội Biển Đen, nhà máy lọc dầu, các vụ đột kích, pháo kích vào khu vực Begorod và cuối cùng có thể là vụ thảm sát tại Krokos. Hẳn nhiên là để có thể tiến hành được các sự kiện này, Ukraine cần phải có sự hỗ trợ về phương tiện cũng như thông tin tình báo từ phương Tây. Đối với chính quyền Tổng thống Zelensky, thì tình hình chiến trường bất lợi sẽ thúc đẩy họ phải cải thiện tình thế bằng các cuộc tấn công leo thang để thu hút được sự chú ý của mỹ và đồng minh tuy nhiên tại mỹ cũng chia ra làm hai phe diều hâu và bồ câu phe diều hâu theo chủ nghĩa toàn cầu luôn muốn chiến tranh tiếp tục để làm lợi cho giới tài phiệt vũ khí trong khi phe bồ câu nhận định đối đầu với nga là không hề cần thiết do đó phe bồ câu sau khi nhận được thông tin tình báo về một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào lãnh thổ nga thì đương nhiên họ sẽ tìm cách để cảnh báo với công chúng về âm mưu này Rõ ràng, phe bồ câu đã cố gắng để đóng một vai trò tích cực nhưng mà dường như họ hiểu rằng không thể âm thầm ngăn chặn vụ việc thảm sát này thông qua các kênh thẩm kín mà cần phải công khai nó Có thêm một chi tiết nữa, đó là tất cả các cuộc leo thang của Ukraine và lãnh thổ Nga đều diễn ra song song với quá trình đề xuất đàm phán ở Istanbul nơi mà phe bồ câu đang thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt chiến tranh và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục được chọn làm bên trung gian hòa giải. Ngày 7 tháng 3, cũng đúng ngày mà Đại sứ quán Mỹ tại Nga đưa ra lời cảnh báo về khả năng khủng bố trên lãnh thổ Nga, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã đề nghị tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Ukraine-Nga. Kênh President của Ukraine vào hôm 21 tháng 3 cho biết, cả Mỹ và Nga đã thông qua trung gian Thổ Nhĩ Kỳ để khôi phục các cuộc tham vấn song phương về các vấn đề có tầm quan trọng chiến lược và toàn cầu. Mà bước khởi đầu là sẽ nối lại việc kiểm soát vũ khí hạt nhân và chiến lược thông qua Hiệp ước START trước khi hết hạn. Tất cả những động thái này của phe bồ câu là để dọn đường cho trường hợp ông Trump trở thành tổng thống mới của Hoa Kỳ. Tất nhiên, phe diều hâu sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Đó là lý do tại sao vụ tấn công khủng bố ở Moscow lại trở thành một quả bom phá hủy đi bất kỳ một nỗ lực đàm phán nào sắp tới do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Tất cả những diễn biến này dẫn chúng ta đến một kịch bản về một thế lực nhà nước ngầm đã nhúng tay vào cuộc thảm sát đối với giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu. Chỉ có leo thang chiến tranh thì mới là lựa chọn có lợi cho họ. Thế lực nhà nước ngầm có thể thông qua Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine vốn chưa hẳn đã hoàn toàn nhận lệnh trực tiếp từ chính quyền Kiev mà được điều khiển bởi cơ quan tình báo MI6 của Anh. Còn nhớ, Victoria Nuland với tư cách là đại diện phe hiếu chiến trong chuyến thăm Kiev cuối cùng trên cương vị Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ vào hôm 1 tháng 2, đã từng hứa rằng Ukraine sẽ mở rộng chiến tranh bất đối xứng và cảnh báo sẽ có một bất ngờ thú vị dành cho Vladimir Putin. Ngoài ra, nguồn tin Ukraine cũng ghi nhận chuyến thăm không báo trước của cựu Tổng thống Barack Obama tới London, diễn ra chỉ 3 ngày trước vụ thảm sát xảy ra tại tòa thị chính Krokos. Có nguồn tin cho rằng, tòa thị chính Krokos thuộc sở hữu của Agalarov là một nhà tỷ phú người Nga gốc Azerbaijan và là người bạn rất thân của tỷ phú Donald Trump. Mà mục tiêu của Trump khi đắc cử tổng thống Mỹ chính là tiêu diệt thế lực nhà nước ngầm, quét sạch các sinh vật ẩn nấp ở dưới đầm lầy Washington đang thao túng nền chính trị Hoa Kỳ. Có nhớ, trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times vào năm 2021, cựu tổng thống Barack Obama mô tả chính quyền Biden giống như là một sự mở rộng nhiệm kỳ tổng thống của ông. Tôi nghĩ rằng Joe Biden và chính quyền của ông ta về cơ bản đang hoàn thành công việc của tôi. 90% những người đã ở đó là người trong chính quyền của tôi. Họ đang tiếp tục xây dựng dựa trên các chính sách của chúng tôi. Rõ ràng rằng chính quyền Biden chỉ là bình phong cho chính phủ bóng tối của Barack Obama đang điều hành nước Mỹ ở hậu trường, tiếp tục phục vụ cho các chương trình nghị sự của giới tình hòa theo chủ nghĩa toàn cầu. Với gương mặt nổi bật đó là tỷ phú George Soros. Liệu người Ukraine có đặt câu hỏi nghiêm túc rằng họ đang lựa chọn điều gì hay không? Chiến đấu đến chết với người Nga thay cho thế lực nhà nước ngầm bao gồm tổ hợp quân sự và tập đoàn tài chính BlackRock muốn thâu tóm đất đai của Ukraine. Phần lớn người dân Ukraine đều đang theo dõi sát sao diễn biến xoay quanh vụ thảm sát tại tòa nhà thị chính ở Moscow, bởi vì nó chẳng mang lại lợi ích gì cho họ, mà ngược lại họ phải đối mặt với các đòn giáng trả từ người Nga. Đòn trả đũa của Nga, tình báo Ukraine phải trả giá Theo tờ Kiev Post, vào khoảng 11h30 ngày hôm qua, thủ đô Kiev đã trải qua một cuộc tấn công tên lửa nguy hiểm cuộc tấn công nhằm đúng vào ngày nước này kỷ niệm thành lập cơ quan an ninh ukraine và tên lửa đã nhắm vào trụ sở cơ quan này đúng vào thời điểm các quan chức cấp cao cũng đang có mặt ở đó hậu quả của cuộc tấn công vẫn chưa được tiết lộ ngoài ra trụ sở cũ của lực lượng phòng vệ dân sự ukraine cũng bị đánh sập cuộc tấn công còn ảnh hưởng tới các tòa nhà xung quanh người nga tin rằng các quan chức tình báo ukraine có thể đã ẩn nấp dưới tầng hầm của các kiến trúc này Quan chức Ukraine xác nhận Nga đã tấn công thủ đô Kiev bằng hai tên lửa đạn đạo phóng từ bán đảo Crimea. Trong khi đó, các trang mạng truyền thông Ukraine đề cập chính xác loại tên lửa đó là di công. Hiện thì phía Nga đã công bố bản đồ các cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh di công, trong khi các kênh của Ukraine nói rằng tốc độ trung bình của tên lửa này là 9.000 km một giờ và chỉ mất khoảng 3,5 phút để đến Kiev, 5,3 phút để tới Lviv, 2,5 phút để tới Dnipro, 3,9 phút để tới Kharkov và 1 phút để tới Odessa. Đây cũng là những khu vực đang hứng chịu các đòn tấn công quy mô lớn của Nga diễn ra vào đêm qua và dạng sáng ngày hôm nay. Các sự kiện nổi bật nhất trong đêm qua chính là cuộc tấn công lớn và có tác động mạnh hơn vào hàng loạt các nhà máy thủy điện của Ukraine, bao gồm cả nhà máy thủy điện lớn nhất ở sông Dnipro và một nhà máy khác ở Kharkov, cũng như hàng chục địa điểm quân sự khác ở phía Tây và phía Nam đất nước này. Và đêm qua, Nga đã phát động cuộc tấn công bằng UAV Shahid vào các khu vực Nikolaev và Odessa. Hậu quả khá là nghiêm trọng. Cuộc tấn công không chỉ nhắm vào các kho đạn mà còn phá hủy đi cơ sở năng lượng. Theo chính quyền thành phố thì một nhà máy nhiệt điện, hai nhà máy nổi hơi và một trạm bơm nước đã phải dừng hoạt động. Một lần nữa, thành phố cảng chiến lược Odessa đã bị mất điện hoàn toàn và tất cả các phương tiện giao thông điện trong thành phố đều đã phải ngừng hoạt động. Trong khi đó, sau vụ tấn công vào nhà máy thủy điện tại Kharkov, thành phố này chìm trong bóng tối. Rõ ràng rằng mục tiêu của Nga là tiếp tục tấn công vào hệ thống năng lượng của Nga giống như vào mùa thu năm ngoái. Nhưng lần này chúng có quy mô lớn hơn. Câu hỏi quan trọng nhất lúc này đó là tại sao Nga lại mở các cuộc tấn công bất ngờ nhắm vào nhà máy thủy điện lớn nhất của Ukraine? Nga tấn công đập thủy điện lớn nhất Ukraine nhằm mục đích gì? Trong cuộc tấn công xuyên đêm ngày 22 tháng 3, tên lửa Nga đã bắn trúng con đập của nhà máy thủy điện Dnipro lớn nhất Ukraine, chứa khoảng 3,3 tỷ mét khối nước nằm ở khu vực phía nam Zaporozhye. Giám đốc tập đoàn thủy điện nhà nước Ukraine, ông Ihor Sitora, cho biết rằng một trong những tổ máy trên đập Dnipro đã bị hư hại nghiêm trọng trong khi một tổ máy khác phải ngừng hoạt động. Rõ ràng việc Nga nhắm vào con đập này đã gây bất ngờ cho cả phía Ukraine và phương Tây. Có nhiều lý do giải thích vì sao Nga lại lựa chọn tấn công nó. Thứ nhất, đây là một phần của chiến dịch nhằm làm suy thoái cơ sở hạ tầng năng lượng của ukraine đặc biệt là dự phòng cho một chiến dịch mùa xuân lớn hơn đã được lên kế hoạch từ trước của nga thứ hai các cuộc tấn công này là phản ứng trực tiếp trước các cuộc tấn công leo thang gần đây của ukraine bao gồm việc nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu nga các cuộc đột kích vào khu vực biên giới begorov càng ngày càng có nhiều nguồn tin cho thấy nga tăng cường tập trận và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào mùa thu đông năm nay con nhớ, trước và sau khi đập Kharkovka bị phá hủy vào hồi tháng 6 năm ngoái, Ukraine đã xả lũ tại đập Dnipro, gây lũ lụt trầm trọng, phá hủy các vị trí phòng thủ được Nga xây dựng trong nhiều tháng dọc theo sông Dnipro. The có một thực tế là ngay cả khi không có đập Kharkovka để kiểm soát mực nước sông Dnipro, thì Ukraine vẫn có khả năng gây bất lợi cho Nga nhờ các con đập khác tại thượng nguồn, như là đập Dnipro chẳng hạn. Và điều đó có nghĩa là việc Nga vô hiệu hóa đập Dnipro vào đêm ngày 22 tháng 3 vừa qua đã tước đi khả năng dùng sông donipo làm vũ khí của kẻ thù vậy thì nga vô hiệu hóa đập donipo làm gì như vậy nhiều khả năng là nga có ý định sẽ vượt sông donipo và họ muốn ngăn chặn nguy cơ ukraine xả lũ hoặc phá hủy các đường tiếp tế trên sông của nga cần phải lưu ý là tâm điểm hiện tại của cuộc xung đột xoay quanh odessa khi mà nato đang lo ngại thành phố cảng quan trọng này trước sau gì cũng rơi vào thành nga tổng thống macron mới đây có tuyên bố rằng Ukraine có thể sụp đổ nhanh chóng nếu như NATO không đưa quân vào chấn giữ Odessa. Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Gorachenko cũng chính thức thừa nhận về khả năng tham gia tiềm tàng của các lực lượng NATO khi ông viết rằng Pháp có thể cử một phái đoàn quân sự châu Âu tới hỗ trợ Ukraine. Tiếp theo là việc Thủ tướng Hungary Orbán cảnh báo khả năng Pháp-NATO có thể gửi quân trong thời gian từ 2 tới 3 tháng nữa. Việc NATO có sẵn sàng gửi quân đến Ukraine đối đầu trực tiếp với Nga hay không cũng đang gây ra tranh cãi trong nội bộ khối. Nhưng thậm chí, ngay cả khi NATO tham chiến trong tương lai gần, thì Nga vẫn có thể tính đến phương án tấn công Odessa thông qua ngả sông Dnipro. Tất nhiên, khả năng xảy ra một cuộc tấn công vượt sông là rất thấp, nhưng mà điều đó cũng giải thích tại sao Nga cảm thấy cần phải tấn công con đập của nhà máy thủy điện Dnipro. Cảnh quay ngày hôm qua cho thấy hậu quả của cuộc tấn công tên lửa đã khiến cho các cửa cống của con đập này bị phá hủy. Nếu là nhằm mục đích làm tê liệt lưới điện của Ukraine thì Nga chỉ cần đánh trúng vào phòng tua bin là đủ. Nhưng việc Nga tấn công vào cả tổ máy của nhà máy và hệ thống mở và hạ cửa xả lũ cho thấy rằng họ muốn làm tê liệt hệ thống kiểm soát mực nước tại sông Dnipro. Giám đốc của Tập đoàn Thủy điện Nhà nước Ukraine cho biết rằng hơn 6 tên lửa đã tấn công nhằm vào cầu vượt và dầm cần cầu nơi đặt các van đóng mở lũ khiến cho chúng bị hư hại. Rõ ràng rằng kế hoạch vượt sông Nipper trên đường chinh phục Odessa của Nga là khá mạo hiểm. Nếu như tính đến khả năng của hệ thống pháo phản lực tầm xa HIMARS và UAV của Ukraine, Ukraine hiện tại đang nắm giữ bờ Tây sông Nipper còn Nga kiểm soát bờ phía Đông. Bộ chỉ huy Nga cũng sẽ phải tính đến khả năng xấu một khi họ tiến xa tại Kherson và sẽ bị mắc kẹt ở đó vì các cầu phao và các tuyến hậu cần dễ bị Ukraine tấn công hơn. Tuy nhiên, đứng trước viễn cảnh NATO điều quân tới Odessa ngày càng trở nên thực tế hơn. Bộ chỉ huy Nga có lẽ sẽ phải tận dụng cơ hội hiện tại để đẩy nhanh việc chiếm Odessa, thay vì chờ đợi tới khi lực lượng Ukraine suy kiệt hoàn toàn. Một trong những căn cứ để đưa ra nhận định này liên quan tới việc truyền hình Pháp công bố bản đồ cho thấy quân đội Pháp dự kiến triển khai quân đến khu vực biên giới giáp với Belarus hoặc điều quân tới khu vực sông Dnipro. Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Kochandrenko cũng nói rằng Sông Dnieper là một trong những vị trí mà người Pháp cân nhắc điều quân tới. Pháp có thể tin rằng Nga đang ấp ủ một cuộc tấn công chấp nhoáng tiềm tàng trên khắp Dnieper. Bởi vì Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sogu hôm 20 tháng 3 cũng từng công bố thành lập một sư đoàn vượt sông đặc biệt và một đội tàu trên sông. Đây là một dấu hiệu rất đáng ngờ và chắc chắn chúng ta cần phải tập trung theo dõi trong thời gian tới. Quyết đấu tại Chasovya, Iskander đánh sập bonke của sĩ quan NATO các bước tiến của quân đội Nga tiến về phía tây Chasovya trong vòng 24 giờ qua đã có một số tiến triển. Theo kênh RV Voenko, lực lượng dù và quân khu phía nam trong những ngày gần đây đã tiêu diệt một số đơn vị phòng thủ của Ukraine, chiếm giữ những thành trì lớn và tiếp tục tiếp cận thành phố quan trọng Chasovya. Tại thời điểm này, người Nga chỉ còn cách ngoài ô thành phố Chasovya khoảng 500 mét, đặt nhóm quân Ukraine tại đây vào một tình thế rất nguy hiểm. Và dựa trên những diễn biến thực tế này, có thể khẳng định rằng Chasovya sẽ là mục tiêu tiếp theo mà lực lượng Nga muốn kiểm soát bằng mọi giá. Nếu như Kiev để mất quyền kiểm soát Chasovya, thì họ có nguy cơ mất hai đại đô thị là Slavyan và Krasmatov. Chasovya với vị trí quan trọng như vậy, cho nên một năm trước thì lực lượng Ukraine đã xây dựng một hệ thống hầm hào công sự kiên cố và thiết lập các bãi mìn trên những con đường và ngoại vi của thành phố nhỏ này. Nơi đây có độ cao chênh lệch tới 110m so với Bắc Mút, mang lại lợi thế đáng kể cho bên nào có thể kiểm soát được nó, đồng thời cũng sẽ đảm bảo cho việc kiểm soát các vùng lãnh thổ xung quanh và tạo điều kiện cho các cuộc tấn công tiếp theo. Hôm nay, truyền thông Nga trích dẫn một số báo cáo cho biết rằng, Nga đã phóng tên lửa Iskander tấn công vào sở chỉ huy của địch ở khu vực Chałopja. Trong trụ sở quân sự dưới lòng đất sâu 6 tầng này có các sĩ quan đến từ các nước NATO. Những người bị thương đã được đưa đến Ba Lan để điều trị. Trong khi đó, Tình hình ở khu vực Kharkov đang nóng lên. Ở phía bắc của khu vực giáp với biên giới Nga, việc sơ tán bắt buộc có thể được ban bố. Tấn công Kharkov, nội bộ Kiev rối loạn. Giờ đây, mọi động thái và tuyên bố của Nga đều sẽ khiến cho Kiev phải lo lắng. Phát ngôn viên của điện Kremlin đã tuyên bố đây không còn là một chiến dịch quân sự đặc biệt nữa mà là một cuộc chiến tranh đúng nghĩa. Tuyên bố của ông khiến cho giới quan sát tin rằng Tổng thống Putin sẽ sớm tuyên chiến với Ukraine bởi vì bây giờ cuộc bầu cử đã kết thúc và 6 năm cầm quyền của ông ấy đã được củng cố. Nhà lãnh đạo Nga có thể hành động một cách tự do và thực sự bắt đầu cuộc chiến mà không cần phải lo sợ về những hậu quả chính trị và nhiều khả năng sẽ đưa cuộc chiến lên một tầm cao mới. Có khá nhiều tin đồn trong vài tháng qua về việc Moscow sẽ tấn công vào Kharkov, trong đó có truyền thông độc lập The Moscow Times hôm 22 tháng 3 viết rằng Nga đang có kế hoạch tuyển dụng 300.000 binh sĩ cho một cuộc tấn công mới nhằm chiếm giữ được thành phố Khả Kế hoạch của người Nga là bao vây thành phố này, thay vì tấn công trực diện giống như ở Mariupol. Một phần là do lực lượng Ukraine thường ẩn nấp trong các khu dân cư của thường dân, rồi từ đó dùng pháo kích để bắn vào lãnh thổ Nga, đồng thời còn ngụy trang để tránh các cuộc trả đũa của Nga. Do đó, buộc phía Nga phải hành động thận trọng tại Kharkov thay vì tăng cường ném bom, pháo kích mạnh mẽ vào thành phố. Thời điểm này, Giới truyền thông Nga cũng kêu gọi quân đội hãy tìm cách tạo ra một vùng đệm sâu tới 15 km ở tỉnh Kharkov. Đẩy hỏa lực của Ukraine càng xa thành phố biên giới Belgorod của Nga càng tốt. Chính Tổng thống Putin gần đây cũng đã đề cập về khả năng Nga có thể phải dọn sạch vùng đệm ở biên giới với những sự kiện bi thảm đang diễn ra hiện nay. Tôi không loại trừ khả năng đó, rằng chúng tôi sẽ buộc phải tạo ra một khu vực sạch sẽ nhất định trên các vùng lãnh thổ hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chế độ Kiev. Và một thời điểm nào đó mà chúng tôi cho là phù hợp. Tuyên bố này của ông diễn ra trong bối cảnh NATO đang tuyệt vọng trước diễn biến xấu tại Ukraine. Cùng với lúc đó, thì Washington Post, CNN, Wall Street Journal đều cùng nhau thừa nhận rằng Nga đã thắng trong cuộc đua hậu cần với NATO và sẽ tạo ra một bước đột phá trên tiền tuyến. Tuy nhiên, để có thể lập được một vùng đệm an ninh sâu tới 15 km và rộng hàng trăm km tại Kharkov, thì Nga sẽ phải mở một chiến dịch quy mô lớn, đòi hỏi lực lượng lớn hơn và được trang bị tốt hơn so với lực lượng đang có ở biên giới hiện nay. Giới quan sát nhận định rằng để thực hiện được bước đột phá tại Kharkov thì cần phải có một yếu tố rất đặc biệt xuất hiện. Chẳng hạn như là một trong hai bên tham chiến lâm vào tình huống bất ổn, binh sĩ suy sụp tinh thần hoặc có sự tham gia của một loại vũ khí mới đủ khả năng để thay đổi cuộc chơi. Với những yếu tố trên thì lợi thế đang nghiêng về phía Nga bởi vì thực tế Nga có nhiều nguồn dự trữ hơn Ukraine. Tình hình hiện tại ở Kharkov như vậy thì liệu lực lượng vũ trang Ukraine có thể chống cự được bao lâu? Hiện thì các mục tiêu quân sự của Ukraine dọc theo biên giới với Nga liên tục bị máy bay ném bom Nga tấn công. Còn với hệ thống phòng không của Ukraine tại Kharkov thì cả hai hệ thống phóng tầm ngắn và tầm trung của Liên Xô và NATO đều bị Nga săn lùng giáo giết. Ngoài ra, Nga cũng phá hủy các khẩu pháo tự hành 155 ly Archer của Thụy Điển. Việc tướng Thụy Điển Mikhail Bunden đích thân đến thăm các đơn vị của Lữ đoàn pháo binh biệt động số 45 Ukraine tại Kharkov vào những ngày cuối cùng của năm 2023 cho thấy rằng phương Tây đang lo ngại việc Kharkov sẽ rơi vào tay người Nga. Thêm vào đó, hàng không Nga bắt đầu tấn công trực tiếp các mục tiêu ở ngoại ô Kharkov bằng bom lượn FAB. Rất có thể, quân phòng thủ Ukraine tại đây đã suy yếu do nguồn dự trữ tên lửa phòng không cạn kiệt cùng với các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Nga từ đầu năm cho đến nay. Hiện tại, Nga đã kiểm soát được một số ngôi làng, trong đó có làng Sinkovka, dẫn thẳng tới mặt trận Kupiansk. Tuy nhiên, ngay cả khi Nga có chiếm được Kharkov thì vẫn sẽ chưa đủ để giáng đòn nghiêm trọng khiến cho quân đội Ukraine phải gục ngã. Việc để mất Zaporizhia và Dnipro mới là yếu tố có thể làm sụp đổ được hệ thống hậu cần của quân đội Ukraine. Hiện Nga đang tấn công ở hầu hết mọi hướng với chiến thuật chậm rãi, nhích vài km mỗi tháng. Trong đó, giới quan sát ghi nhận tốc độ tấn công nhanh hơn một chút ở gần Bắc Bút và chậm hơn một chút gần Dnias. Cũng như Nga đang đẩy mạnh tấn công hủy diệt tại mặt trận phía nam Zaporizhia. Bên cạnh việc tiếp tục theo đuổi chiến lược chiến tranh tiêu hào, Nga đồng thời mở rộng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine. Có thể nói rằng, Nga đang thay đổi chiến lược ở Ukraine với mục tiêu là chiếm các khu vực mới ở Odessa hoặc Kharkov, chứ không chỉ còn khắc phục tình hình dọc theo chiến tuyến. Vụ tấn công khủng bố ở tòa thị chính Krokus tại Moscow cho phép Điện Kremlin không chỉ thay đổi các điều khoản của thỏa thuận hòa bình nếu các cuộc đàm phán diễn ra, mà còn có thể đẩy Ukraine vào tình thế buộc phải thỏa hiệp. Trong bối cảnh đó, chính trường Ukraine một lần nữa rung chuyển bởi các cuộc sa thải bất ngờ, mà mới đây nhất là Tổng thống Zelensky đã sa thải Giám đốc Hội đồng Quốc phòng An ninh Quốc gia Oleksiy Danilov. Đây là một trong những nhân vật bài Nga nhất trong chính quyền Kiev. Phóng viên tờ Financial Times ở Kiev là Christopher Miller xác nhận như sau. Một sự dung chuyển lớn đang được mong đợi khác ở Kiev. Zelensky đã cách chức Oleksiy Danilov, và thay thế ông ta bằng Oleksandr Litvinenko, người đang giữ chức vụ giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại. Đây chỉ là vụ mới nhất trong cuộc thay máu hàng ngũ các nhân vật quốc phòng hàng đầu của đất nước này. Tổng thống Biden từ lâu đã thừa nhận rằng Ukraine đang ở trong tình trạng nghiêm trọng trong bối cảnh công chúng phương Tây mệt mỏi vì chiến tranh, cũng như các quốc gia châu Âu chứng kiến kho dự trữ của họ đã giảm đi đáng kể. Chớ trêu thay, dòng tweet cuối cùng của ông Danilov ở cương vị là người đứng đầu an ninh quốc gia Ukraine là dành cho việc mỉa mai chuyện Tổng thống Putin tái đắc cử. Ông ấy tiên đoán rằng đây là chuyến đi cuối cùng của Tổng thống Putin. Nhưng mà không ngờ lời tiên đoán ấy cuối cùng lại vận sang chính ông ta. Có lẽ là đã quá muộn cho bất kỳ một sự thay đổi lớn nào ở Kiev, từ các quan chức cấp cao cho đến hàng ngũ binh sĩ. Mặc dù chính quyền của ông Zelensky hy vọng sẽ huy động được thêm hàng trăm nghìn người để chấn giữ tiền tuyến và ngăn chặn đà tiến của quân Nga nhưng mà cho đến nay thì dự luật huy động vẫn gây ra tranh cãi và vẫn cần bổ sung chỉnh sửa. Tất nhiên, nếu như không có huy động đủ người ra tiền tuyến thì nguồn tiền và vũ khí từ phương Tây chảy vào Ukraine sẽ chậm lại và điều này mang lại lợi thế rất nhiều cho người Nga. Trong năm bầu cử này thì Tổng thống Biden không những phải đối mặt với tiền tuyến càng ngày càng bất lợi cho Ukraine mà trên trường quốc tế, các khu vực nguy hiểm đối với phương Tây cũng đang trở nên sôi động hơn. Nơi các máy bay không người lái của Houthi, Hezbollah càng ngày càng bay vào các căn cứ của Mỹ nhiều hơn. Tàu chiến của Anh thì bị chìm ở Biển Đỏ và môi lửa nguy hiểm vẫn đang âm ỉ tại Gaza. Mỹ-Israel bất đồng. Israel tiếp tục không kích lớn vào Syria và Liban. Lực lượng phòng vệ Israel vào ngày hôm qua 26 tháng 3 xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công hiếm hoi vào sâu lãnh thổ Liban nhằm vào một khu quân sự của Hezbollah ở quận Babek, phía đông bắc đất nước này. Đây là một cuộc tấn công mạnh nhất của Israel vào Liban kể từ khi chiến tranh bắt đầu nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Càng ngày càng có nhiều lo ngại rằng nếu như các cuộc tấn công như vậy diễn ra thường xuyên hơn, nó sẽ báo hiệu một cuộc chiến tranh khu vực lớn hơn có thể nổ ra. Trong đêm và sáng qua, Israel cũng đã mở các cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào khu vực ở phía đông của Syria. Cả hai cuộc tấn công này của Israel đều diễn ra ngay sau khi vòng đàm phán ngừng bắn mới nhất giữa Israel và Hamas ở Doha sụp đổ và kết thúc trong sự giận dữ và chỉ trích. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel tuyên bố những nỗ lực hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn đang đi vào ngõ cụt do những yêu cầu phi thực tế của phía Hamas. Quan chức này còn cáo buộc lãnh đạo Gaza của Hamas, Yahi Sinwa, đã phá hoại các nỗ lực ngoại giao nhằm kích động cuộc chiến này trong tháng Ramadan. Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu hôm qua ngày 26 tháng 3 cũng tuyên bố rằng Hamas đã đưa ra những yêu cầu ảo tưởng. Israel không giải quyết những yêu cầu ảo tưởng đó của Hamas mà sẽ theo đuổi và đạt được các mục tiêu chiến tranh chính đáng của mình. Thủ tướng Netanyahu cũng đã chỉ trích chính quyền ông Biden khi bỏ phiếu trắng về nghị quyết kêu gọi ngừng bắn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào hôm 25 tháng 3 như sau: Quyết định của Hamas từ chối thỏa hiệp do Mỹ làm trung gian là bằng chứng rõ ràng rằng họ không quan tâm đến việc tiếp tục đàm phán và là minh chứng đáng buồn cho thiệt hại do nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gây ra. Căng thẳng giữa Nhà Trắng và chính quyền của ông Netanyahu càng ngày càng gia tăng sau tuyên bố trên của Israel. Theo ACS, sau khi các cuộc đàm phán ngừng bắn sụp đổ, tuyên bố của Israel đã khiến cho Nhà Trắng tức giận và coi đây là một nỗ lực của Thủ tướng Netanyahu nhằm tiếp tục cuộc chiến. Kết quả của cuộc bỏ phiếu tại Liên hợp quốc đã khiến cho Netanyahu bất mãn đến nỗi ông ta hủy bỏ chuyến thăm tới Nhà Trắng để thảo luận về tình hình ở Rafah. Nhà Trắng gọi đây là phản ứng thái quá từ phía Israel. Trong khi đó, Tel Aviv tiếp tục phát tín hiệu họ sẽ tiến hành một chiến dịch đổ bộ vào thành phố Rafah ngay cả khi Mỹ và các đồng minh khác cảnh báo là không được phép, ít nhất cho đến khi dân thường được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang phải đối mặt với hai cuộc chiến khó nhằn tại Ukraine và Gaza cũng như khó có thể kiềm chế được hai đồng minh là ông Zelensky và Netanyahu ngày càng trở nên ương ngạnh hơn. Tất nhiên là Tổng thống Biden đang xa lầy tại hai mặt trận này và nó sẽ càng mang lại lợi thế cho đối thủ Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Chưa hết, ông Biden còn đang phải đau đầu đối phó cùng lúc với cả Bắc Kinh. Chiến tranh không hạn chế của Trung Quốc nhắm vào Mỹ Trong khi Mỹ đang phải bận bịu với hai cuộc chiến tại Trung Đông và Đông Âu, thì trung quốc dường như đang tranh thủ khẳng định vị thế của họ tại khu vực châu á và thậm chí là ngay tại mỹ các tin tặc có liên hệ với trung quốc đang tìm cách tấn công vào cơ sở hạ tầng của mỹ đặc biệt là các cơ sở quan trọng như mạng lưới điện hồ chứa nước và nhà máy xử lý đường ống hệ thống giao thông và liên lạc cùng với nhiều mục tiêu khác đây là thông tin do chính giám đốc fbi christopher gray thông báo những mục tiêu này dường như nhằm phá vỡ mọi phương tiện thiết yếu phục vụ đời sống của người dân mỹ nếu như không có điện điện thoại di động sẽ không hoạt động không có nước chảy ra từ vòi chạm xăng không thể bơm xăng các chuyến bay và tàu điện ngầm sẽ ngừng hoạt động và bệnh tật sẽ lây lan từ các nhà máy xử lý nước thải bị vô hiệu hóa tất cả những yếu tố này sẽ gây ra sự hoảng loạn trong lòng nước mỹ chính phủ và quân đội hoa kỳ không thể bảo vệ được đất nước đây chính là mục tiêu của chiến tranh không giới hạn và trung quốc sẽ không tốn một viên đạn nào để hạ gục được siêu cường hoa kỳ Giám đốc FBI Christopher Gray gần đây đã nêu bật những mối đe dọa đến từ Trung Quốc, cụ thể là Bắc Kinh, đang có ý định mua và đánh cắp công nghệ cũng như bí mật kinh doanh từ phương Tây. Các lĩnh vực được nhắm đến bao gồm có vật liệu mới, dữ liệu lớn và trí thông minh nhân tạo. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói rõ ràng rằng ông dự định Trung Quốc không chỉ bắt kịp mà sẽ còn vượt qua cả phương Tây. Jen Easterly là giám đốc cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng Mỹ, đáp làm chứng trước Ủy ban lựa chọn Hạ viện, nói rằng các mối đe dọa do Trung Quốc gây ra không phải là tưởng tượng, mà hoàn toàn có thật. Cơ quan này của bà mới đây đã phát hiện Trung Quốc xâm nhập vào ngành viễn thông, hàng không, cơ sở hạ tầng năng lượng và nước sạch của Hoa Kỳ. Chưa rõ là ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới. Nhưng ứng cử viên Donald Trump từng tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, bắt tay cùng với Putin để kiềm chế Trung Quốc trong khi tổng thống Biden thì đang làm ngược lại. Hầu hết truyền thông dòng chính Hoa Kỳ đều khó chịu về mối quan hệ giữa Donald Trump và Vladimir Putin. Họ mở đầu bài viết như sau: Tình anh em kỳ quái và khó chịu giữa Vladimir Putin và Donald Trump vẫn tiếp tục cho đến thời điểm này. Putin từ lâu đã đứng về phía Trump. Khi tiến vào Nhà Trắng, Trump dường như có thế giới quan giống như Putin, đồng thời ông ta nhìn người bạn Putin với sự ngưỡng mộ. Nhìn chung cách tiếp cận của chính quyền Biden đối với Trung Quốc khác hoàn toàn so với chính quyền Trump. Dưới thời của Trump, tàu chiến Mỹ hoạt động tại Biển Đông với tần suất dày đặc, cũng như ông Trump luôn ủng hộ mạnh mẽ Đài Loan, trong khi chính quyền Biden thì luôn tìm cách nhẹ nhàng với Trung Quốc. Còn Trung Quốc thì đang đưa ra các tín hiệu quân sự quyết đoán của riêng mình. Chẳng hạn, tàu sân bay Sơn Đông đã đi qua eo biển Đài Loan nhằm gửi tín hiệu răn đe tới Đài Bắc, Tokyo và Washington. Sau khi nhóm tàu tấn công này tiến hành các hoạt động ở phía đông Đài Loan với gần một chục tàu chiến Trung Quốc khác. Trung Quốc cũng càng ngày càng đe dọa Đài Loan với số lượng máy bay xâm nhập vào không phận hòn đảo ở mức kỷ lục. Đồng thời, tiềm kích Trung Quốc liên tục quấy rối Mỹ khi tiến hành tuần tra trong khu vực. Ngoài ra, đã có sự gia tăng đột biến của các tàu cảnh sát biển Trung Quốc tại bãi cỏ mây ở Biển Đông. Sự hiện diện càng ngày càng táo tợn này của Trung Quốc có nguy cơ sẽ bóp nghẹt quân đội Philippines và đuổi nước này ra khỏi vùng tranh chấp lãnh thổ. Trung Quốc gần đây cũng thường xuyên điều động nhiều loại chiến hạm để thực hiện các cuộc tập trận quy mô lớn, triển khai tàu khảo sát cùng tàu hải cảnh và tàu cá xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Và đây sẽ được coi là mối lo cho các nước trong khu vực, nếu như Hoa Kỳ còn lơ là khu vực châu Á-Thái Bình Dương. NATO hứng chịu tổn thất tại Ukraine Người Nga tiếp tục đẩy mạnh giao tranh ở Donbass. Hôm nay, ở hướng gần Bakhmut, quân Nga đã tiến vào thành trì Chasovya cũng như là Bắc Ivanovka, và Klipchipka. Trong khi theo hướng gần Adipka thì Nga đã tiến vào phía bắc của Berdichi. Đây là ngôi làng còn lại duy nhất trong phòng tuyến Berdichi, Semenovka, Olovka và Tonenko mà Ukraine thiết lập ngay sau khi Adipka thất thủ. Giới quan sát nhận định, 5 đến 8 tháng tới có thể mang tính quyết định đối với Ukraine khi mà lực lượng Nga có thể xuyên thủng hàng phòng ngự, tiến sâu về phía trước. Ukraine sẽ không có đủ binh lính và đạn pháo để đối đầu với họ. Các chuyên gia quân sự từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế phân tích rằng diễn biến này là do về cơ bản Nga đã vượt trội so với Ukraine về quy mô dự trữ pháo bình. Điều này đặc biệt quan trọng bởi vì 80% tổng thiệt hại của cả hai bên đều là do hỏa lực của pháo bình gây ra. Phương Tây nhận định rằng nếu không có đủ đạn pháo thì Ukraine sẽ không thể giữ vững được vị trí của mình, chứ đừng nói đến việc tiến hành một cuộc phản công khác. Thực tế cho thấy rằng, để giữ vững được phòng tuyến thì mỗi tháng Ukraine sẽ cần tới 75.000 quả đạn và nếu mở một cuộc tấn công lớn thì số đạn pháo này sẽ cần phải tăng gấp đôi. Ngược lại, Nga đang bắn khoảng 300.000 quả đạn pháo mỗi tháng, tức là khoảng 10.000 quả đạn mỗi ngày. Ngoài ra, tổn thất của phía Ukraine đã dần nghiêm trọng hơn do các đợt pháo kích và thả bom của Nga càng ngày càng chính xác và hiệu quả. Kể từ khi Adipka thất thủ vào tháng 2, Nga đã gây áp lực mạnh mẽ theo nhiều hướng cùng một lúc ở mặt trận phía Đông. Và cho đến nay thì quân đội Nga đã chiếm giữ được 7 đến 10 km. Nhưng dự kiến sẽ có một bước tiến lớn hơn vào mùa hè. Không chỉ tích cực đẩy mạnh tấn công trên chiến trường, Nga còn gia tăng các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở trú ẩn của các chuyên gia và lính đánh thuê nước ngoài. Gần đây, Nga đã phóng bom FAB 250 tấn công chính xác mục tiêu quân sự cũng như phá hủy nơi trú ẩn của lính đánh thuê nước ngoài ở làng Ostroi theo hướng Kurakovo. Vào tuần trước Lính đánh thuê Pháp tiếp tục bị tiêu diệt ở Kharkov và thành phố này từ lâu đã trở thành nấm mồ cho rất nhiều binh sĩ mang quốc tịch Pháp. Ngoài ra, cuộc tấn công bằng Iskander mới đây nhất nhắm vào cơ sở chỉ huy của Ukraine ở khu vực Chasovia, nơi đây được cho là có sự hiện diện của các sĩ quan NATO. Trong đó có tướng Ba Lan Adam Machak, là một trong số những quan chức cấp cao của NATO. Theo một nguồn tin, những người bị thương đã được đưa đến Ba Lan để điều trị và có một chi tiết rất kỳ lạ liên quan đến vị tướng có tên Mazak này. Bộ chỉ huy tác chiến Ba Lan thông báo về cái chết của ông này ngay sau khi người Nga tấn công bằng Iskander phá hủy một trụ sở chỉ huy của Ukraine gần Chasovia. Chính thông cáo từ phía Ba Lan về cái chết của vị thiếu tướng đã đặt ra nhiều nghi vấn. Thực tế, thời điểm Adam Mazak qua đời, vị tướng này không có mặt tại trụ sở bộ chỉ huy tác chiến Ba Lan. Vậy thì ông ấy ở đâu nếu như không phải là Ukraine? Và trùng hợp là thời điểm đó tại khu vực Chasovia, Tổng tư lệnh lực lượng Ukraine tướng Alexander Sisky đã đưa một nhóm sĩ quan cấp cao của NATO đi thị sát thực trạng ở tiền tuyến để lên các kế hoạch tiếp theo. Tuy nhiên, đây cũng chỉ mới là suy luận từ phía truyền thông Nga. Kherson, chiến trường quyết tử của Ukraine trước lực lượng Nga Trong khi phương Tây dự đoán nhiều khả năng là Nga sẽ mở một cuộc tấn công mới vào Kharkov hoặc là Odessa, thì ngược lại phía Nga nhận định rằng Mặt trận Kherson trong thời gian tới sẽ trở nên nóng bỏng hơn Khi mà quân đội Ukraine với sự hỗ trợ của NATO mà trực tiếp là quân đội Pháp Sẽ mở một cuộc tấn công theo hướng này Ngay khi Ukraine nhận được nguồn nhân sự bổ sung Cần phải lưu ý là truyền hình Pháp đã công khai một bản đồ dự kiến triển khai quân đến khu vực sông Dnieper Hiện tại thì 75% lãnh thổ vùng Kherson nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga Trong khi khu vực hữu ngạn sông Dnieper bao gồm cả thủ phủ Kherson đều do Ukraine chiếm giữ Hiện các cuộc đột kích của Ukraine vào khu vực tả ngạn sông Dnipro tại đầu cầu làng Grinky đã hoàn toàn thất bại. Tiếp tế cho nhóm binh sĩ đang cố thủ tại làng Grinky của đội Ukraine cần phải vận chuyển đạn dược, thiết bị và nhân sự bằng thuyền và xuồng qua sông và nó dễ dàng trở thành mục tiêu cho bom dẫn đường, UAV và hỏa lực của nga nhắm chúng. Có thể nói rằng Ukraine đã tổn thất nhân mạng khá lớn tại đây, trong đó các đơn vị thủy quân lục chiến tinh nhuệ phần lớn đã bị tiêu diệt. Vào cuối tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Sogu tuyên bố đầu cầu làng Green Key đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của người Nga. Do tổn thất nhân sự và phần lớn vũ khí, cho nên quân đội Ukraine đã phải ngừng các cuộc tấn công vào tả ngạn và buộc chuyển sang thế phòng thủ tại hữu ngạn con sông. Với sự hỗ trợ của pháo binh và máy bay không người lái, Ukraine đang cố gắng để kiềm chế lực lượng Nga bằng cách dồn hỏa lực vào các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát tại Kherson. Như trong video lần trước chúng tôi đã phân tích, việc Nga tấn công đập thủy điện Dnipro nhiều khả năng là để đi trước phương Tây một bước tại Khe Sôn, một khi NATO quyết tâm điều quân tới đây để bảo vệ vùng hữu ngạn Dnipro. Kế hoạch giả định đó là Nga sẽ vượt sông Dnipro, tiến tới đánh chiếm Odessa trước khi NATO đưa quân vào chấn giữ thành phố cảng chiến lược này. Tuy nhiên, trước hết, nếu muốn giữ được Odessa thì Ukraine và NATO cần phải giữ được Khe Sôn. Vậy thì Sôn có vị trí chiến lược quan trọng như thế nào mà cả Ukraine, NATO và Nga đều muốn kiểm soát nó. Quay ngược trở lại với thời gian trong những ngày đầu xung đột nổ ra, mọi sự chú ý của thế giới đều đổ dồn vào Kiev, khi Nga kéo xe tăng tiến sát tới để bao vây thủ đô của Ukraine. Thời điểm đó, trong khi tình báo phương Tây chỉ tập trung đánh giá khâu tiếp viện và hậu cần của Nga, có vấn đề, thì trên thực tế, Nga đã chiếm được đảo rắn và sau đó là Khe Sôn vào ngày 2 tháng 3 năm 2022. Thành phố Khe Sôn trên biển đen đã trở thành một thành phố cảng lớn đầu tiên chịu sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Nga. Đây là thành phố có một vị trí cực kỳ chiến lược, nằm ở phía nam của Ukraine. Tầm quan trọng của nó được ví ngang với thành phố cảng Mariupol. Việc chiếm được thành phố cảng này ngay những ngày đầu của tháng 3 năm 2022 đã đánh dấu chấm hết cho kế hoạch mở rộng sự hiện diện của NATO ở Biển Đen. Kế hoạch này đã bị phá sản khi Nga nắm quyền kiểm soát toàn bộ biển Azov. Sau đó, Nga cũng kiểm soát nốt quyền tiếp cận sông Dnipro. Kherson nằm trên bờ sông Dnipro cho phép tiếp cận các kênh quan trọng cung cấp nước cho bán đảo Crimea. Việc Nga kiểm soát được bờ biển không chỉ đưa Ukraine vào nguy cơ trở thành quốc gia không có biển, mà còn tạo ra một kết nối trực tiếp giữa Crimea do Nga sát nhập và vùng Donbass. Thêm nữa, sông Dnieper chính là biên giới tự nhiên giữa Belarus và Ukraine và cũng là tuyến đường sông chính để liên kết giao thông hàng hóa của Ukraine với toàn thế giới. Rõ ràng, việc Nga đang kiểm soát biển Đen và biển Azov là điều không thể chấp nhận được với NATO. Do đó, các cuộc tấn công gần đây của Ukraine với sự hỗ trợ của tình báo Anh cũng đang gây tổn thất ít nhiều cho hạm đội Biển Đen của Nga. Đương nhiên, việc chống lại một cuộc tấn công vào Kherson, cửa ngõ dẫn từ Biển Đen, được cho là một nhiệm vụ quan trọng của Ukraine với sự trợ giúp của NATO, đặc biệt là quân đội Pháp. Tham mưu trưởng lực lượng mặt đất của Pháp, tướng Pierre Schiller, gần đây tuyên bố rằng quân đội của ông đang chuẩn bị tham gia một trong những cuộc xung đột nghiêm trọng nhất người Pháp tin rằng Nga đang ấp ủ một cuộc tấn công chớp nhoáng tiềm tàng trên khắp Dnieper Với sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sogu mới đây công bố thành lập một sư đoàn vượt sông đặc biệt và một đội tàu trên sông Dnieper. Mặc dù giới quan sát đánh giá nhiều khả năng quân đội Pháp chỉ có thể gửi các chuyên gia kỹ thuật tình báo, nhưng mà cũng không loại trừ việc chính phủ Pháp sẽ gửi bộ binh đến để chấn giữ khe sột. Tuy nhiên, bất kể là quân đội Pháp có kế hoạch gì ở khe sôn thì họ sẽ phải đối mặt với rủi ro cao như là ở mặt trận Kharkov bởi vì vũ khí chính xác cao của Nga. NATO né tránh đối đầu với Nga, Mỹ nổi giận với Pháp. Vào giai đoạn này, cả giới chính trị lẫn người dân Nga đều không quan tâm đến việc phương Tây hăm dọa. Người Nga đang phản ứng thích hợp giống như Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, ông Medvedev tuyên bố rằng sẽ tốt hơn nếu như Pháp gửi một vài trung đoàn đến Ukraine để bị Nga tiêu diệt chắc chắn Điện Kremlin sẽ cởi bỏ găng tay và tiêu diệt bất kỳ một quân đội nước ngoài nào có mặt ở Ukraine. Medvedev được cho là một chính trị gia diều hâu tại Nga, và phe này hiện đang chiếm số đông trong Điện Kremlin. Việc Nga càng ngày càng trở nên quyết đoán trong việc dán đòn vào các cơ sở đồn trú của quân nước ngoài có thể là một trong số những lý do khiến tờ Bloomberg ngày hôm nay đưa tin rằng rằng các quan chức Mỹ đang rất tức giận với Tổng thống Pháp Macron về tuyên bố điều quân tới Ukraine của ông ta. Bloomberg chỉ ra rằng những tuyên bố của Tổng thống Pháp không thông minh cho lắm bởi vì các chuyên gia từ nhiều nước đang có mặt ở Ukraine và Nga đã vin vào các tuyên bố của Pháp để có cớ nã tên lửa nhắm tới nơi trú ẩn của các chuyên gia NATO. Tất nhiên, tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Pháp không được các cường quốc NATO hàng đầu như là Đức, Ý và đặc biệt là Anh hưởng ứng. Đơn giản là để đối đầu trực tiếp với Nga, một quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất trên thế giới, không phải là một chuyện đùa. Không chỉ ông Medvedev tuyên bố mong muốn Pháp gửi quân đến Ukraine để Nga tiêu diệt, mà ngay cả với anh thì người Nga cũng không hề ngán. Phó tham mưu trưởng quốc phòng Anh Rob McGowan vừa mới thừa nhận rằng quân đội của ông vốn đóng vai trò chủ chốt trong NATO sẽ không thể chiến đấu với Nga lâu hơn 2 tháng do họ thiếu đi các nguồn lực. Họ nhận định rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga, lữ đoàn thiết giáp có khả năng chiến đấu mạnh nhất của lực lượng mặt đất Anh sẽ sớm bị vũ khí chính xác cao của Nga tiêu diệt trong vòng 1 hoặc 2 tuần. Vậy thì liệu Vương quốc Anh có thể leo thang đến ngưỡng hạt nhân hay không thì chưa ai đoán được. Nhưng ngay cả Mỹ cũng đang phải né tránh đối đầu với Nga và muốn nối lại việc kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược thông qua hiệp ước START trước khi nó hết hạn vào năm 2026. Đức là nền kinh tế lớn hơn Vương quốc Anh rất nhiều và cũng đang phải đối mặt với thực tế tàn khốc, kế hoạch nâng cấp quân đội ốm yếu của Đức vẫn chưa được thực hiện. Đức đã phải vật lộn để đạt được mức ngân sách quốc phòng tối thiểu 2% GDP do NATO đặt ra. Bên cạnh đó, kế hoạch chi 100 tỷ euro cho phát triển quân đội mà Thủ tướng Stolz công bố cũng đang bị đình trệ. Phần lớn trong số 100 tỷ euro được dùng để mua vũ khí sẽ phải mất nhiều năm thì mới có thể có được. Trong khi các báo cáo vào năm này qua năm khác lại cho thấy điều kiện làm việc của quân đội Đức càng ngày càng xấu đi, tình trạng thiếu thiết bị và tình trạng thiếu nhân sự càng ngày càng tăng trong bối cảnh các đợt tuyển dụng đã thất bại. Giữa lúc này đây, các cuộc khẩu chiến, đe dọa và đổ lỗi cho nhau giữa Nga và NATO tiếp tục gia tăng sau thảm kịch đấm máu tại Tòa Thị Chính Krokos. Ukraine run sợ sau phản ứng của ông Chumani Nga Cuộc phỏng vấn dài 13 phút với Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga Alexander Ponipkov đã được kênh truyền hình Wion của Ấn Độ công bố vào ngày hôm qua 27 tháng 3. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Ponipkov đã khẳng định Mỹ, Vương quốc Anh và Ukraine đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc Krokus ở ngoại ô Moscow. Lời cáo buộc của ông Bonikov là phát biểu mới nhất của giới chức Nga liên quan tới câu hỏi ai là kẻ đứng đằng sau vụ tấn công đẫm máu mới đây ở Moscow. Bonikov cho biết bốn thủ phạm đã đi ô tô đến gần biên giới Ukraine, nơi họ đang chờ đợi ai đó ở phía bên kia giúp đỡ họ. Giới quan sát nhận định rằng tuyên bố của ông Bonikov phản ánh quan điểm diều hâu càng ngày càng gia tăng trong chính quyền Nga. Ít người biết rằng Tổng cục An ninh Liên bang Nga gọi tắt là FSB là tổ chức kế thừa của cơ quan tình báo KGB khét tiếng và đáng sợ của Liên Xô. Tuy nhiên, FSB ngày nay chủ yếu chỉ tập trung giải quyết tội phạm trong nước và các mối đe dọa đối với thường dân Nga như là khủng bố. Do đó, họ ít được biết đến hơn so với cơ quan tình báo nước ngoài gọi tắt là SVR do ông Sergei Naryshkin đứng đầu. Vì vậy, dù ông Bonikov đã có 15 năm ở trên cương vị giám đốc của FSB, nhưng mà ít khi ông này lộ diện trước công chúng. Tuy nhiên, cuộc tấn công khủng bố tại phòng hòa nhà Krokos City Hall đã đẩy vị giám đốc FSB ra ánh sáng của truyền thông, thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là khi Alexander Bonikov được đánh giá là một trong những người khá thận trọng. Chính vì vậy mà việc ông này đã chỉ thẳng ba thế lực đứng đằng sau vụ khủng bố là một sự kiện rất hy hữu và bất thường. Cần phải lưu ý là ngay cả vụ đánh bom phá hủy đường ống Nord Stream, vốn được cho là một cuộc tấn công nguy hiểm nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng trên toàn cầu trong vòng 50 năm qua, thì các quan chức Nga cũng không trực tiếp cáo buộc bất kỳ một quốc gia nào liên đới. Cho nên, lời buộc tội trực tiếp từ Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga với ba quốc gia là Mỹ, Anh và Ukraine được đánh giá là cực kỳ nghiêm trọng. Nó cho thấy rằng người Nga đang hoàn toàn nghiêm túc và phương Tây cần phải cực kỳ lo ngại. Giới quan sát nhận định việc Tổng thống Zelensky sa thải giám đốc hội đồng an ninh quốc gia của mình là Oleksiy Danilov vừa qua là có liên quan đến vụ khủng bố tại tòa thị chính Crocus. Việc ông này bị mất chức đã gây ra bất ngờ lớn cho dư luận bởi vì Oleksiy Danilov nổi tiếng với lời lẽ hiếu chiến khi từng tuyên bố rằng chỉ có việc tiêu diệt đội hình phát xít của Putin một cách có hệ thống, nhất quán và có phương pháp thì mới là sự đảm bảo tốt nhất cho an ninh của Ukraine và thế giới từ đó sẽ không có mối đe dọa tên lửa đối với các thành phố yên bình. Một điều đáng chú ý là Danilov là người lên tiếng về sự cần thiết của dự luật huy động toàn dân tham gia vào nỗ lực phòng thủ của đất nước. Ông cũng ủng hộ cách hành xử khắt khe đối với các đối thủ của Tổng thống Zelensky, đặc biệt là tướng Zaluzny và những quan chức Kiev ẩn danh tiết lộ tin tức cho giới truyền thông phương Tây. Lập trường cứng rắn của Danilov cũng áp dụng không ngoại lệ với các đồng minh phương Tây khi ông ấy lập luận rằng các chiến lược chiến tranh thông thường của NATO là không phù hợp với những thách thức đặc biệt mà Ukraine đang phải đối mặt. Và ông này cũng kiên trì kêu gọi tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine, cảnh báo rằng bất kỳ một sự hỗ trợ nào bị trùn bước cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng và sự gắn kết của phương Tây. Nói tóm lại, nhiệm kỳ của Giám đốc Hội đồng Quốc phòng An ninh Quốc gia Oleksiy Danilov được đánh dấu bằng sự hiếu chiến cả ở trong nước lẫn quốc tế. Có thể nói là vai trò của Danilov trong chính quyền Kiev là cực kỳ lớn. Do đó, việc ông Zelensky bất ngờ sa thải người đàn ông này chỉ có thể được lý giải là do vụ tấn công khủng bố ở ngoại ô Moscow đã thất bại. Với tư cách là người phụ trách cơ quan tình báo nước ngoài thì Danilov có nhiệm vụ là phải tiến hành một kế hoạch hành động xuân sẻ để không cho phép Ukraine bị lôi vào rắc rối. Nhưng ngay từ khâu tuyển dụng cho đến các hoạt động hậu khủng bố, mọi thứ đã trở thành một thảm họa lớn đối với những kẻ trùm mưu. Cuộc chạy trốn của các hung thủ khỏi hiện trường đã bị đổ bể. Phía Nga đã bắt được gần hết các nghi phạm và giờ nhóm này đang khai ra những thông tin bất lợi mà từ đó Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga đã chỉ đích danh Mỹ, Anh và Ukraine là những kẻ đứng sau. Để tránh bị liên đới thì ngày hôm qua 27 tháng 3, Giám đốc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Budanov lại nói rằng cuộc tấn công khủng bố là do nhóm người Hồi giáo cực đoan thực hiện và các cơ quan an ninh của Nga đã biết mọi chuyện. Tuyên bố này là trái ngược với các hành động trước đó của Ukraine Ví dụ, sau vụ tấn công khủng bố ở Krokos, thì truyền thông Ukraine đã dẫn nguồn tin từ Tổng cục Tình báo Quốc phòng nước này cho biết vụ tấn công khủng bố ở Moscow được chính các cơ quan đặc biệt của Nga tổ chức. Theo chỉ thị của Tổng thống Putin, nhằm tạo ra dư luận tiến tới kêu gọi huy động lực lượng trong dân chúng. Như vậy, các mẫu sự kiện rời rạc đang bắt đầu được ghép nối với nhau một cách logic và nó giải thích cho rất nhiều vấn đề xoay quanh cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải chờ đợi những bằng chứng và các kết luận điều tra cuối cùng trước khi vẽ ra được một bức tranh sáng tỏ về toàn bộ câu chuyện. Cơ sở năng lượng của Ukraine tiếp tục bị tàn phá Diễn biến trên tiền tuyến trong vòng 24 giờ qua không có nhiều đột phá. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục ở Pedici, nơi mà Ukraine đang cố thủ ở gần Adipka. Ở Volodya theo hướng Nam Danetsk thì lực lượng Nga đã xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương tại Novo Mikhailovka. Nga cũng đang tiến hành các cuộc tấn công tăng cường ở Teni theo hướng Liman. Kênh Deep State của Ukraine nhận định tình hình gần Tenny như sau. Kẻ thù đang tăng cường lực lượng dự bị, sử dụng các loại lực lượng và hỏa lực khác nhau để tiến công, với mục tiêu là đánh bật quân đội Ukraine ra khỏi đầu cầu gần sông Zerebet và sau đó sẽ tiến tới Liman. Ở phía sau tiền tuyến, Nga tiếp tục tấn công quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng ở hậu phương Ukraine. Đêm qua, người ta ghi nhận hàng chục tiếng nổ tại khu vực Dnipropetrov khi mà các cơ sở năng lượng phải hứng chịu hỏa lực lớn của tên lửa và máy bay không người lái Nga. Ngoài ra còn có nhiều vụ nổ lớn ở các khu vực Kamensky và vùng Zhytomyr. Theo nguồn tin nội bộ của Ukraine, thì hệ thống năng lượng của họ đã bị phá hủy đến 50%, và nếu như có thêm 2-3 cuộc tấn công bằng tên lửa nữa của Nga, thì hầu hết người dân sẽ không có điện vào mùa đông. Văn phòng của Tổng thống Zelensky hiện cấm truyền thông đăng tải số liệu về thiệt hại để không gây ra hoang mang trong xã hội. Nhưng mà nhìn chung tình hình vẫn rất nguy cấp. Bởi vì phía Nga không còn phá hủy các trạm biến áp như là năm 2022 mà họ đánh thẳng vào các nhà máy nhiệt điện và thủy điện. Trong khi truyền thông Ukraine luôn đưa tin rằng phòng không của họ đã bắn hạ hầu hết các loại tên lửa và máy bay không người lái của Nga, thì đồng thời nguồn tin nội bộ cũng thừa nhận 50% hệ thống năng lượng của họ bị phá hủy và sự mâu thuẫn này khiến cho giới quan sát đặt nghi vấn về khả năng phòng không của Ukraine. Vụ pháo kích lớn vào ngày 22 tháng 3 đã làm hư hại nghiêm trọng hai nhà máy nhiệt điện Businka và Lazisinka. Giám đốc điều hành của tập đoàn năng lượng DTEK, Dmitry Sakharov cho biết, họ đã mất 50% công suất. Tất cả các tổ máy tại hai nhà máy nhiệt điện đều bị hư hỏng nặng và một số còn phải xây dựng lại hoàn toàn. Ông Sakharov lưu ý rằng trên khắp cả nước đang có sự tàn phá rất nghiêm trọng, thậm chí sẽ mất nhiều tháng để phục hồi, nhìn chung sẽ là 6, 12, 24 tháng hoặc thậm chí là lâu hơn nữa. Theo dữ liệu sơ bộ, chỉ riêng các loại thiết bị trị giá khoảng 200 triệu USD bị phá hủy, đã cần từ 80 đến 100 triệu USD để sửa chữa. Giám đốc điều hành cũng cho biết thêm rằng quy mô tàn phá là rất lớn, cho nên nếu như không có sự hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế, các công ty sẽ không thể phục hồi được. Hiện nhà máy nhiệt điện Kurakovskaya cũng đã bị bom lượn FAB gây hư hại nghiêm trọng và đã phải ngừng hoạt động. Trong bối cảnh nguồn nhân lực và vũ khí đang cạn kiệt, những đòn giáng vào cơ sở năng lượng liên tục của Nga đang đẩy Ukraine vào tình thế nguy cấp. Chưa hết, giờ đây họ còn phải chuẩn bị trước cho một cuộc tấn công mới dự kiến của Nga. Ông Zelensky thừa nhận chưa sẵn sàng đối đầu với cuộc tấn công mới của Nga. Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS News, Tổng thống Zelensky thừa nhận rằng Ukraine vẫn chưa sẵn sàng để phòng thủ trước một cuộc tấn công lớn khác của Nga dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6 này. Ông nói rằng lực lượng Ukraine hiện tại đang tìm cách kìm hãm nó trong những tháng mùa đông tồi tệ nhất, đồng thời tìm cách để ổn định tình hình. Tuy nhiên, theo Tổng thống Zelensky, lực lượng Ukraine khó có thể chiến đấu với Nga bởi vì pháo binh của Nga có tầm bắn xa hơn và Ukraine đang thiếu hụt rất lớn cả pháo và đạn pháo. Ông nói rằng chúng tôi không có đạn dược, đạn pháo và nhiều thứ khác. Đồng thời nhấn mạnh rằng mặc dù quân đội của ông đã cố gắng cầm chân quân Nga, nhưng mà họ vẫn chưa sẵn sàng để phòng thủ trước một cuộc tấn công lớn khác trong những tháng tới. Tổng thống đồng ý rằng sẽ rất khó để giành chiến thắng trong cuộc chiến trong khi mà Tổng thống Putin vẫn còn nắm quyền. Ông cũng một lần nữa khiển trách Mỹ vì đã không cung cấp hỗ trợ và lưu ý rằng 80% số tiền từ các khoản hỗ trợ này vẫn còn nằm lại ở Mỹ. Còn dòng điệu của truyền thông phương Tây trong mấy ngày nay thì lại bi quan hơn nhiều. Tờ Economist cho biết hôm 25 tháng 3, kêu gọi cầu nguyện vẫn chưa phải là quá muộn, khi mà Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới lớn hơn ở mặt trận. Theo tờ này, thì cuộc tấn công của Nga có thể dự kiến bắt đầu sớm hơn vào mùa hè, khi mà mặt đất khô ráo sau đợt tan băng vào mùa xuân. Economist nhận định rằng Ukraine hiện có vẻ kém tự tin hơn nhiều so với một năm trước đó là lý do tại sao mà nước này khẩn cấp huy động thêm quân và xây dựng một tuyến phòng thủ đáng tin cậy. Theo đánh giá của ông, sự bế tắc trong việc phân bổ viện trợ của Mỹ có nguy cơ tạo ra điều kiện cho Nga chọc thủng tuyến phòng thủ không tương xứng của Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine không thể đơn giản là đổ lỗi cho đồng minh của mình được. Họ cũng đang mắc sai lầm. Một trong số đó là việc không bổ sung đủ nhân lực cho quân đội. Nga đang chuẩn bị cho một làn sóng huy động mới trong khi nỗ lực tuyển dụng tân binh của ukraine thì vẫn mắc kẹt do lo sợ thiếu tiền và không được lòng dân ngoài ra theo economist việc xây dựng công sự của ukraine đang diễn ra chậm trễ do chính quyền của ông zelensky vẫn còn hy vọng để mở ra các cuộc phản công tiếp theo đồng thời ông còn lo sợ rằng việc xây dựng tuyến phòng thủ là tương đương với vạch ra danh giới với nga và cắt đứt một phần năm lãnh thổ đất nước giờ cả kiev và phương tây đều đang đổ lỗi cho nhau một mặt thì chính quyền ông Zelensky đổ lỗi diễn biến xấu tại tiền tuyến là do viện trợ quân sự của phương Tây suy giảm. Trong khi đó, phương Tây lại cáo buộc Kiev là không thể cung cấp lượng nhân sự cần thiết cho mặt trận. Tờ The Times vào hôm 27 tháng 3 cũng đăng tải bài viết có tiêu đề là đã đến lúc phải nói về sự sụp đổ của Kiev. Tờ này nói rằng giới lãnh đạo phương Tây hiện đang phải xem xét một kịch bản ác mộng về một cuộc đột phá mới của Nga tới thủ đô Ukraine. The Times vẽ ra một bức tranh ảm đạm rằng khi mùa xuân chuyển sang mùa hè và quân đội của Tổng thống Putin đột phá vào tiền tuyến ở phía Nam và phía đông Ukraine, thì Ukraine có thể sẽ chỉ làm chậm được bước tiến của người Nga trong khi họ rút lui. Và họ cũng đưa ra một viễn cảnh đầy u ám khi mà quân Nga tiến đến thủ đô Kiev, thì có một làn sóng tị nạn mới chạy trốn khỏi Ukraine sẽ diễn ra. Những diễn biến bất lợi gần đây trên mặt trận đã buộc các nhà lãnh đạo ở London, Washington, Paris và Bruxelles cần phải xây dựng một kế hoạch đề phòng cho sự sụp đổ thảm khốc của quân đội Ukraine. Tờ này viết rằng, nguy cơ chính không phải là chiến tranh sẽ kết thúc như thế nào, mà là quân đội Ukraine sẽ bị đẩy lùi. Một cuộc tấn công của Nga chắc chắn sẽ là thảm họa đối với người Ukraine. Nó cũng sẽ đặt cho phương Tây những vấn đề rất khó khăn. Liệu các đồng minh có gửi quân đến để bảo vệ Kiev hay không? Tổng thống Macron đã nhận thức rất rõ ràng mối nguy hiểm này và đang cố gắng để thuyết phục phương Tây có các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm nâng cao khả năng gửi quân trên bộ. Nhưng điều đó đã bị Đức phản đối. Theo The Times, dư luận phương Tây đang rất mệt mỏi và họ chấp nhận thực tế là Ukraine đã đi vào ngõ cụt và sẽ có một thỏa thuận nào đó để giúp củng cố chiến tuyến hiện tại. Tất nhiên, có thể có những kịch bản khác, trong đó nếu như Donald Trump thắng cử ở Mỹ thì rất có thể ông này sẽ áp đặt lệnh ngừng bắn và buộc Ukraine phải đầu hàng. Cuộc chiến khốc liệt ở hậu trường Kiev ông Zelensky đối mặt với sự phản chắc. Tổng thống Zelensky đã bãi nhiệm Alexei Danilov khỏi chức vụ Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine và bổ nhiệm cựu Giám đốc Tình báo nước ngoài Alexander Livitnenko thay thế cho vị trí của ông này. Vụ sa thải này gây chấn động dư luận và khiến cho các nhà bình luận bất ngờ, nhưng họ cũng nhận định rằng những quan chức cấp cao của Ukraine đang vây quanh Zelensky đều có thể là những kẻ phản chắc. Nhân vật số 1 chính là tân tổng tư lệnh của lực lượng vũ trang Ukraine tướng Sitsky. Không ai ngạc nhiên khi vị tướng Sitsky này có liên hệ nhiều tới Nga. Sự thật đó là tướng Sitsky là người gốc vùng Vladimir, tốt nghiệp trường chỉ huy vũ khí kết hợp cao cấp Moscow. Và những người thân của ông ấy vẫn đang sống ở Nga. Con trai nuôi của ông đã xin gia nhập vào quốc tịch Nga. Trong một điều kiện có quá nhiều người thân sống ở Nga như là tướng Sitsky, liệu công chúng có thể tin tưởng được người đang chiến đấu chống lại đất nước nơi đã nuôi sống cha mẹ anh trai và con nuôi của mình hay không. Về tài năng quân sự của ông thì các binh sĩ dưới quyền đặt cho biệt danh là đồ tể và là tướng 200. Do các chiến dịch của ông ta gây tổn thất rất lớn về binh lính, các trận đánh dưới sự chỉ huy của ông này thất bại nhiều hơn là chiến thắng. Nhiều người đồn đoán rằng chính tướng Sitsky đã tự tay hủy hoại quân đội Ukraine. Ông đã dẫn quân vào túi Adipka, dẫn đến thất bại thực sự ở Kiev và ký kết thỏa thuận Minsk vào năm 2015. Ông ta để mất Bakhmut, chịu tổn thất to lớn và ông ta thua ở Adipka với kết cục tương tự. Còn đối với tân giám đốc Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Alexander Levitenko, câu chuyện cũng khá là thú vị. Levitenko sinh ra ở Kiev nhưng lại học đại học ở Nga từ năm 1989 đến năm 1994. Trong đó đáng chú ý là ông này đã tốt nghiệp tại Học viện Cơ quan An ninh Liên bang Nga gọi tắt là FSP, vốn là tiền thân của trường cao đẳng KGB. Tức là ông này cũng có rất nhiều bản sắc Nga đối với giám đốc tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine Budanov, ông này được cho là nhân vật đang được phương Tây o bế và có thể thay thế tổng thống Zelensky để biến Ukraine trở thành một đế chế độc tài quân sự mới. Không rõ trong thời gian tới thì nội tình Kiev sẽ biến động như thế nào khi mà tính hợp pháp của đương kim tổng thống Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 21 tháng 5. Về mặt lý thuyết thì đó là ngày mà ông Zelensky phải đối mặt với vấn đề sinh mạng chính trị rất nghiêm trọng. Sở dĩ đến ngày hôm nay Zelensky vẫn còn là tổng thống là vì ông ta vin vào cớ đất nước mình đang có chiến tranh để hủy bỏ bầu cử và sẽ cần phải tiếp tục duy trì quyền lực của mình để lãnh đạo đất nước chống lại Nga. Vào hôm 14 tháng 2, Tổng thống Zelensky đã trình lên quốc hội đề xuất gia hạn lệnh thiết quân luật và tổng động viên thêm 90 ngày kể từ sau ngày 21 tháng 5. Nga công bố bằng chứng xác thực về mối liên hệ của Ukraine trong vụ Krokus Chính quyền Nga đã cho biết họ tìm thấy một mối liên hệ chắc chắn giữa các nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố tuần trước vào khu phức hợp tòa thị chính Krokos và những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Hôm 28 tháng 3, Ủy ban điều tra Nga đã công bố những phát hiện sơ bộ cho biết thủ phạm nhận được một khoản tiền đáng kể từ Ukraine. Các nhà điều tra tuyên bố đã sở hữu bằng chứng xác thực rằng những kẻ tấn công nhận được khoản thanh toán từ Ukraine dưới dạng tiền điện tử. Trước đó, thì Tổng thống Putin khẳng định những kẻ khủng bố bị bắt ngay trước khi cố gắng vượt qua biên giới Ukraine. Vài ngày sau bài phát biểu của Tổng thống Putin, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Bonikov tuyên bố rằng Mỹ, Anh và Ukraine có thể đã liên quan đến vụ khủng bố này. Điều quan trọng là Điện Kremlin thừa nhận thủ phạm là những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, các quan chức Nga vẫn tiếp tục đặt ra câu hỏi về việc cuối cùng có một thực thể, một quốc gia hoặc một cơ quan tình báo nào khác đứng sau vụ tấn công này hay không. Ví dụ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đã ngạc nhiên khi hầu hết truyền thông phương Tây vội vàng kết luận IS mới là tổ chức đứng đằng sau vụ tấn công trong lúc mà phòng hòa nhà Krokos vẫn đang còn bốc cháy. Bà nói rằng chính phủ Mỹ đã tự dồn mình vào chân tường vì các quan chức đã đưa ra những tuyên bố táo bạo quá nhanh. Bà Zakharova nói như sau, Tôi nghĩ thực tế là trong vòng 24 giờ đầu tiên sau vụ tấn công, ngay cả khi đám cháy còn chưa được dập tắt, người Mỹ đã vội vàng hét lên rằng đó không phải là Ukraine. Tôi nghĩ đó là một bằng chứng phạm tội. Tôi không thể nghĩ ra một chiều hướng nào khác khi tự thân nó đã là bằng chứng. Trong khi đó, chính quyền ông Biden khẳng định những tuyên bố mới của Nga là vô nghĩa và nói rằng nhà nước Hồi giáo hoàn toàn chịu trách nhiệm. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cũng nhắc lại rằng Washington đã chuyển thông tin cho Moscow về cảnh báo một cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra dưới dạng cảnh báo bằng văn bản. Đại sứ quán Mỹ tại Moscow cũng đưa ra cảnh báo công khai kêu gọi người Mỹ hãy tránh xa các điểm tụ tập đông người. John Kirby nói, rõ ràng là ISIS, nhà nước Hồi giáo, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về vụ tấn công kinh hoàng ở Moscow vào tuần trước. Trên thực tế, Hoa Kỳ đã cố gắng giúp ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố này và Điện Kremlin biết điều đó. Tuy nhiên, Tờ New York Times vào hôm 28 tháng 3 cho biết, phía Mỹ không chia sẻ đầy đủ thông tin tình báo với Moscow, rằng mối quan hệ đối địch giữa Washington và Moscow đang ngăn cản các quan chức Mỹ chia sẻ bất kỳ thông tin nào về âm mưu này ngoài những gì cần thiết. Người Mỹ cố tình làm điều này vì họ lo sợ chính quyền Nga có thể biết được các nguồn và phương pháp tình báo của họ. Tàu chiến Nga tiến vào biển đỏ, thách thức liên minh phương Tây Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga xác nhận rằng họ đã gửi một số tàu chiến đi qua eo biển Ba Amandat và đã tiến vào biển đỏ vào thời điểm Houthi vẫn đang còn tấn công các tuyến hàng hải tại vùng biển này, bất chấp sự hiện diện tuần tra của Liên minh Hàng hải quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga xác định rằng tàu tuần dương Varyag của Nga và tàu khu trục Marshall Sapodikov đang tham gia vào nhiệm vụ tuần tra, nhưng vẫn chưa rõ liệu các tàu hỗ trợ bổ sung khác có tham gia hay không. Truyền thông Nga cho biết rằng các tàu chiến này đang thực hiện những nhiệm vụ được giao trong khuôn khổ chiến dịch Biển Tầm xa. Điểm đến cuối cùng của những con tàu này vẫn chưa được tiết lộ. Sự hiện diện của tàu chiến Nga ở Biển Đỏ chắc chắn sẽ khiến cho vùng biển này trở nên đông đúc hơn một chút, bởi vì Mỹ và Anh hiện đang dẫn đầu liên minh hải quân gồm có 22 quốc gia thông qua chiến dịch bảo vệ thịnh vượng. Các quốc gia khác bao gồm có Bahrain, Canada, Pháp, Ý, Hà Lan, Na Uy và một số quốc gia được cho là đã gửi tàu với tư cách là những người tham gia ẩn danh. Không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow có ý định hợp tác với các đối thủ trong liên minh hải quân của phương Tây. Câu hỏi đặt ra là liệu Nga có còn lo ngại tàu chiến của họ bị hao thi tấn công hay không? Tại thời điểm này, không chỉ hàng chục tàu thương mại bị tấn công, mà cả tàu chiến của Mỹ và Anh cũng thường xuyên phải đánh chặn các loại máy bay không người lái. Nhóm phiến quân Yemen được Iran hậu thuẫn từ lâu cho biết mục tiêu của họ là ngăn chặn bất kỳ một chuyến tàu nào có liên quan đến Israel, Mỹ hoặc Anh, và hơn thế nữa, ngăn chặn tất cả các tàu thương mại sử dụng các cảng của Israel. Tuy nhiên, lực lượng Houthi cũng đồng thời cam kết là sẽ cung cấp một lối đi an toàn cho các tàu Trung Quốc và Nga. Mặc dù vậy, trong một số trường hợp hiếm hoi thì các tàu của Nga và Trung Quốc vẫn bị tấn công nhọc. Chẳng hạn, tên lửa đã phát nổ gần một tàu chở dầu của Nga gần Yemen vào cuối tháng 1. Lực lượng Houthi cũng đã bắn một tên lửa vào tàu chở dầu Hoang Phu thuộc sở hữu của Trung Quốc vào hôm 23 tháng 3. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết những rủi ro vẫn có thể tiếp tục xảy ra đối với việc vận chuyển trên các vùng biển ngoài khơi Yemen. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.